chứng cho chị. Tại sao em nghĩ nó là tim bẩm sinh tím? Dạ thưa chị là em nghĩ bệnh nhân này là tim bẩm sinh có tím là thứ nhất là tại vì là bệnh nhân này là khi mà trong những cái lần mà bệnh nhân có khó thở có thở co Đầu lỏng. tiên nè, chị hướng dẫn cho Huyền nè. Khi mà mình nói là Dạ. nó là tim bẩm sinh tím, vậy thì đầu tiên mình đã xác định cái này có tím rồi đúng không? Mà chị đã phản biện lại Huyền nè, SpO2 nó có 90, 96%, môi nó hồng thì làm sao nó tím được? Cái thời điểm mà lúc nhập viện á, Huyền hiểu không? SpO2 96 đâu có tím, môi hồng không tím. Vậy thì làm sao mình xác định cái này là tím được ngay từ đầu? Rồi Huyền cứ suy nghĩ thêm ha, chị sẽ mời bạn khác nhé Huyền ha. Chị mời Như Ngọc. Dạ thưa chị, là đầu tiên là mình phải trả lời được câu hỏi là tím hay không tím, và theo em thì ca này là tim bẩm sinh không tím. Em là không tím, Dạ. lý do? Dạ tại vì từ trước giờ thì bệnh nhân À, chưa bây giờ có ghi nhận. đúng rồi không, bây giờ là rõ ràng cái này là đầu tiên là nó không tím, tại vì em thấy là lúc mà mình nhập viện mình khám là môi hồng đúng không, Dạ. SpO2 là 98% rồi, vậy là lúc nhập viện nó không tím. Vậy thì em phải trả lời, em giải thích được cái chuyện mà những lúc mà nó gắng sức nó lại bị tím, à tại sao như vậy thì mới xác định được cái này là tim bẩm sinh không tím đúng không, tại vì rõ ràng môi hồng SpO2 là nó không tím ha, rõ ràng là nó không tím nên nó thuộc nhóm là tim bẩm sinh không tím. Còn những lúc tím đó là tại sao? Rồi các bạn đây, các bạn sẽ hơi bị lấn cấn với chuyện là xác định ngay từ đầu ca này là tim bẩm sinh tím hay không tím, tại vì có một cái thông tin về mặt tiền sử là trước đó nó có những cái lúc mà nó tím khi gắng sức đúng không, nhưng mà tím khi gắng sức có phải là bệnh nhân bị tím không các bạn? Tức là Dạ nó là thuộc không. về nhóm tim bẩm sinh tím không? Không Dạ phải. không ạ. Dạ không Đúng phải. rồi, nó có những cái lý do mà lúc đó nó tím thôi. Còn thật sự nếu mà SpO2 mình đo chính xác là 96% trên khí trời, da niêm mình khám thật sự là nó hồng thì nó là không tím được. Ha, nó là không tím. Rõ ràng nó thuộc không tím ha. Nên ca này ngay từ đầu các bạn không được lẫn lộn với chuyện là tím hay không tím. Ca này khẳng định lại nó là tim bẩm sinh không tím khi mình khám là da niêm hồng, SpO2 96%. Các bạn là nó thuộc nhóm không tím. Rồi, còn cái chuyện mà nó khi nó tím thì chuyện gì để ra chút xíu mình sẽ giải thích được. Rồi, ok ha các bạn ha. Móng tay móng chân mình không ghi nhận là dùi trống hay gì hết ha các bạn ha. Và da niêm thì mình thấy là hồng. SpO2 mình đó đáng lẽ là mình phải đo tứ chi. Nhưng mà thông tin trên bệnh án thì hiện tại mình không biết là có đo tứ chi hay không, mình chỉ thấy ghi nhận là 96%, thì ca này là thuộc nhóm tim bẩm sinh không tím. Rồi. Đó là bước số 1 ha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ qua bước số 2 ha các bạn ha. Rồi, chị mời bạn anh Duy. Dạ, em chào chị ạ. Thì cái ca bước tiếp theo là có tăng lưu lượng máu lên phổi hay không, thì cái ca này là có À, tăng theo em xác định dạ. bước số 2 là có tăng máu lên phổi đúng không? Hay là có Dạ. tăng lưu lượng phổi đúng không? Rồi, Dạ. tại sao? Dạ, thưa chị là tại vì ca này em thấy có ho khò khè tái đi tái lại nhiều lần. Rồi, một ý là ho khè tái đi tái lại, chính xác. Dạ. Rồi. Có thở thở nhanh và có thở ca kéo. À, dùng từ là thở co lõm ngực nha. Thở co Dạ. kéo ngực là khác nữa nha chị ha. À, Dạ. ca này của mình là thở co lõm ngực, thở nhanh. Mà cái triệu chứng này bình thường nó cũng có nữa, nhưng mà cái đợt này nó có nhiều hơn thôi. Rõ Dạ. ràng là cái chuyện mà nó có tăng máu lên phổi về mặt lâm sàng ha, khò khè, thở co lõm ngực thường xuyên ha. Rồi, Dạ. cảm ơn Duy. Và khi mà về mặt bước số 2 như vậy thì trên ngoài cái lâm sàng ra em sẽ cần thêm những cái cận lâm sàng nào để em bổ sung cái bước số 2 nữa nếu em cần cho. Dạ thưa chị là em cần X-quang phổi và siêu âm tim. À, trên X-quang phổi em mong muốn cái điều gì để nó phù hợp với lâm sàng của em?
Thưa chị, là trên X quang phổi em muốn thấy được là tăng tuần hoàn phổi ra 1/3 ngồi ở phế trung, và cái cung động mạch phổi lúc này nó phồng. À rồi ok, tức là em mong muốn sẽ thấy nó phù hợp với lâm sàng là cái tình trạng tăng lưu lượng máu lên phổi của mình thông qua cái X-quang là gì, là máu ra ngoài 1/3 ngoài đúng không, hoặc là cái cung động mạch nó bị giãn, nó bị phồng. Ok, vậy thôi mình sẽ đón xem cái X-quang phổi nó có giống như cái mình mong muốn không hay gì ha. Dạ Rồi chị. em ghi ý kiến của mình ha. Rồi vậy thì bước số 2, bạn Duy đã xác định trên lâm sàng ha các bạn ha, là ca này có tăng máu lên phổi, lý do là bạn đã liệt kê rồi. Bây giờ mình sẽ qua bước số 3 ha các bạn ha. Thì bước số 3 trên ca này là như thế nào? Chị mời Mỹ Linh. Mỹ Linh đã trả Dạ. lời rồi đúng không Mỹ Linh? Dạ Sorry đúng Mỹ rồi chị. Linh. Dạ. À chị mời bạn khác chút xíu nha. Mời Ngã Khuyên. Chị là bước thứ ba là mình sẽ xác định là cái tim nào bị ảnh hưởng. Thì ở đây em nghĩ là tim bên trái bị ảnh hưởng, do phần khám mình ghi nhận được cái âm thổi tâm thu ở vị trí mỏng tim. Thì em nghĩ đây là cái tình trạng mà sẽ tình trạng bị hở van hai lá ở bên Âm bình âm thổi tâm thu 3/6 ở mỏm tim. Rồi cái này là chắc là chị sorry các bạn, chị sẽ cần check lại cái thông tin này chút xíu, là phải cái trên cái này nó ghi là mỏm tim hay không nha. Rồi với cái thông tin này á, là chị thấy là cái mô tả âm thổi này nó chưa có được chính xác nha các bạn ha. Chị chỉnh lại cái âm thổi này chút xíu ha. Cái này là có thể là bác sĩ mình ghi hoặc là nội trú khám chưa có chính xác lắm. Cái âm thổi này nó ở liên vị trí là liên sườn 4 cạnh trái ha em gái ha, dọc theo bờ trái xương ức chứ không có ở vị trí mõm tim. Bây giờ em có thể khẳng định lại bước 4-3 giùm chị được không? Tim nào bị ảnh hưởng bỏ cái thông tin cái âm thổi tại vị trí mõm tim giùm chị. Cái này là ở liên sườn 4 cạnh trái nha các bạn, chứ ca này không có nghe được cái mõm tim. Rồi vậy thì theo em ca này trên lâm sàng tim nào đang bị ảnh hưởng, có trả lời lại được không hay chị sẽ mời bạn khác? Thưa chị là âm thổi mà nghe được ở khoang liên sườn 3 mà cạnh ức trái thì nghĩ là Liên sườn ảnh hưởng ở 4 vì trái liên sườn 4, thì có thể là vị trí đó là âm thổi nghe được do bị hẹp động mạch phổi. Thì hẹp động em phổi à? Khoan, cái chỗ van động mạch phổi mình không có vị trí đó nha. Rồi thôi để chị mời một bạn khác, em cứ bình tĩnh suy nghĩ lại ha, theo dõi thêm giùm chị. Cảm ơn em gái. Chị mời Ngọc Cẩm. Dạ em chào chị ạ. Cái âm thổi ba phần âm thổi tâm thu 3/6 mà nghe được ở cái liên sườn Khoan, 4 bây giờ cạnh cái bước trái. của mình là bước gì ha, cho chị hướng dẫn lại chút xíu nè. Cái bước của mình đang là cái bước mà tim nào bị ảnh hưởng đúng không Cẩm ạ? Dạ Đúng rồi. dạ chị, em nghĩ là tim phải ạ. Lý do Dạ, tại vì theo em là cái tuy là cái dấu hạt dơ chưa có ghi nhận nhưng mà cái âm thổi thì là nó sẽ ở cái tâm trung, và cái liên sườn 4 là cái chỗ mà của cái không, van cái bài ba âm lá thổi tâm em thu đúng nha, không? ca này là ca âm À, thổi tâm tâm thu. thu 3/6 Vậy là liên hở sườn van 4 ba cạnh lá. trái, Dạ, âm thổi tâm là con. thu hở van ba lá. Rồi theo em nghĩ cái này là do một cái hở van ba lá nên em ảnh hưởng tim phải đúng Dạ. không? Dạ. Rồi cảm ơn một ý kiến của bạn. Rồi chị sẽ mời thêm một bạn khác nữa ha. Chị mời Việt Đức. Dạ em chào chị ạ. À, chào em. Dạ thì nó em thấy là ví dụ như là cũng dọc dọc ức trái á, thì nó cũng dọc ức trái thì nó cũng có những cái van như động mạch phổi, động mạch chủ á chị. Đúng rồi. Dạ thì nó cũng có thể gặp trong ví dụ trong trường hợp mà hẹp động mạch hẹp van động mạch chủ á chị. Hẹp van động mạch chủ, tức là em đang nghĩ cái ca này là hẹp van động mạch chủ, nhưng mà có liên quan gì cái chuyện mà bước số 3 của mình là tim nào đang bị ảnh hưởng, hiểu không? Mình chưa phân tích cái tật tim đâu, mình đang phân tích cái bước thứ ba đó là tim nào đang bị ảnh hưởng về mặt lâm sàng, hiểu ý chị không? Dạ. Rồi để chị mời thêm bạn khác ha. Ok, chị mời bạn Duy Kha.
Dạ thưa chị, thì cái này em nghĩ nhiều là tim bên phải bị ảnh hưởng, ngoài cái âm À, thổ tâm theo thu mình cái đi. phần xéo liên xương trái như là gợi ý hở van bè lát, thì ở trên cái này còn có một cái là gan 3 cm dưới hạ sườn phải, thì em nghĩ có một tình À, trạng ảnh hưởng tim phải nên em nó ứ trệ. thấy rồi, em thấy một cái gan hơi to ở dưới hạ sườn phải đúng không? Thì cái ca này gan thì chủ yếu là ảnh hưởng tim phải rồi ha. Rồi ok em, nhưng mà cái âm thổi này có phải là âm thổi của hở ba lá không là chuyện khác nha. Mình chưa phân tích cái chuyện hở ba lá đây nha, chưa chắc nó là âm thổi của hở ba lá ha. Tại vì cái vị trí mà nó là liên sườn 4, ngoài cái ba lá ra nó còn cái vị trí của cái vách liên thất nữa, hiểu ý chưa? Nên là âm thổi tâm thu tại đó thì đôi khi không phải là ba lá không, mà đôi khi là cái thông liên thất hoặc cái gì đó kinh nhĩ thất rồi sao. Ok hiểu ha, nên là mình đừng có phán ca này là do là hở ba lá nghĩ là thông tim phải, nhưng mà cái gan của em là cái yếu tố mà ok đó, nghĩ có thể ảnh hưởng tim phải rồi đó. Cảm ơn em ghi ý kiến của mình lên ha. Rồi chị mời thêm bạn khác, ca này tim nào bị ảnh hưởng? Chị mời Bích Ngọc. Dạ thưa chị, là em cũng nghĩ giống. À, ý kiến trùng với bạn trên rồi đúng không anh Ngọc ha? Cảm ơn. Chị mời Trần Đông. Dạ em nghe chị ơi. À, mời em. Dạ em cũng nghĩ là trường hợp này thì tim phải bị ảnh hưởng chị. À, theo em là tim phải Dạ. bị ảnh hưởng, tức là Dạ. về lâm sàng thôi nha. Các bạn Dạ, về hiểu lâm sàng hiện rõ tại thì có em cái về gan. lâm sàng hiện tại, tại vì mình không có cái vị trí của mõm tim đúng không? Mình chỉ Dạ. thấy mỗi cái gan nó có to thôi, thì trên lâm sàng thì hiện tại mình nghĩ là có tim phải bị ảnh hưởng nha. Dạ, nên Còn tim trái có bị ảnh hưởng hay không, mình bị thiếu cái thông tin đó. Ok, các bạn khác hiểu không? Rồi, vậy thì cái bước 3 mình tạm thời là nó có gợi ý cho mình là tim phải bị ảnh hưởng nha. Tuy nhiên cho chị hỏi thêm nè, về mặt lâm sàng nó không có rõ ràng như vậy, thì theo em cần thêm những cận lâm sàng nào để em xác định tim nào bị ảnh hưởng ở bước 3? em cần cái X quang phổi với cái ECG. X-quang phổi nè, ECG nè, hết rồi. Dạ. Với cái siêu âm tim ấy chị. Ok, cái siêu âm tim nó cũng gợi ý cho mình rất nhiều ha, mà cái tật tim ra nó cũng cho mình biết là tim nào sẽ bị ảnh hưởng trên siêu âm nữa nha. Rồi em ghi cái ý kiến của mình lên ha, cần bổ sung thêm những cái cận lâm sàng. Vậy thì các bạn là bước 3 của mình, nó trên lâm sàng hiện tại mình chỉ thấy có một cái gan hơi to thì mình nghi ngờ đó là cái ảnh hưởng độ của tim phải thôi. Ngoài ra những cái dấu hiệu khác về mặt lâm sàng ảnh hưởng tim to mình không thấy ha, nên là mình cần bắt buộc luôn, bắt buộc là phải bổ sung các cận lâm sàng để mình xác định bước số 3 của mình nha, là tim nào bị ảnh hưởng nha. Rồi, bước thứ tư. Bây giờ mình sẽ qua bước thứ tư nha các bạn ha. Chị mời Minh Chí. Dạ, thưa chị, bước thứ tư là xác định là có tăng ép phổi hay không. Thì em nghĩ là ở ca này có tăng ép phổi. Thì thứ nhất Theo là em là bệnh. có tăng Dạ. lý do. Dạ, thứ nhất là bệnh nhân có thở nhanh. Còn cái thứ hai là bệnh nhân có tím khi gắng sức. Thì cái tím khi gắng sức này thường diễn ra khi mà cái kháng lực mạch phổi nó bằng kháng lực mạch hệ thống ấy chị. Thì khi gắng sức mà À, nó gây co thắt cái động mạch phổi lại thì sẽ khiến cái kháng lực của phổi nó lớn hơn kháng lực hệ thống gây tím. cái Nên này em là nghĩ. em đã giải thích được cái ngay từ đầu đúng không, là tại sao mà nó tím khi gắng sức mà nó vẫn là cái nhóm là tim bẩm sinh không tím ha, và do là cái lý do là nó đã có biến chứng là cao áp phổi rồi ha, là chính xác luôn. Là trên ca này các bạn khám các bạn sẽ có nghe thêm một cái tiếng T2 mạnh nữa mà trên bệnh án không có ghi, là bổ sung cho em luôn về mặt lâm sàng là ca này có cao áp phổi ha. Rồi, vậy thì bước thứ tư của mình về mặt lâm sàng là có xác định là có cao phổi với những cái lý do nãy giờ mình đưa ra cộng với tiếng T2 mạnh nữa nha các bạn ha. Rồi, theo em về bước thứ tư như vậy về mặt lâm sàng có gợi ý rồi, thì mình cần thêm những cận lâm sàng nào để mình confirm nó lại không? Dạ thưa chị, là em cần thêm X-quang với ECG. À, tại sao em cần X-quang? Em mong muốn nhìn thấy cái điều gì ở trên X-quang để em chẩn đoán nó có cao phổi. Dạ thưa chị, là bình thường khi mà cái kháng lực mạch máu phổi nó bằng hoặc nó hơn cái kháng lực
máu hệ thống thì nó sẽ làm lớn tim phải. Trên ECG cũng có thể là nó tăng cái gánh về mặt thể tích tim phải. Ở xin lỗi, tăng gánh về mặt áp lực tim phải đúng không? Dạ. Tăng gánh về mặt áp lực của thất phải nên nó làm cho là lớn tim phải. Thì mình hy vọng là tìm thấy là lớn tim phải trên X-quang. Còn ECG? Dạ, ECG cũng tìm lớn thất phải luôn. À, cái dấu hiệu mà gọi là thông, cái dấu hiệu mà gián tiếp là tim phải đúng không? Dạ. Rồi. Còn siêu âm, em có cần siêu âm không? Để xác định cái cao phổi không? Dạ, em nghĩ là có. Tại vì trong siêu âm nó cũng đo được cái áp lực động mạch phổi. Chính xác, siêu âm nó sẽ giúp cho mình xác định luôn là cái áp lực động mạch phổi như thế nào, đo được luôn cái áp lực động mạch phổi, khi đó thì mình mới biết là thật sự là ca này có cao phổi không. Ok, tốt quá nha. Em ghi ý kiến của mình lên ha. Rồi, vậy thì cái bước số 4 của mình, vậy thì mình tổng kết 4 bước lại ha các bạn, trước khi mình đến bước số 5 nha các bạn. Ca này là mình xác định ca này là tim bẩm sinh không tím ha, có tăng lưu lượng phổi ha. Tim phải trên lâm sàng bị ảnh hưởng và có cao phổi. Tuy nhiên bây giờ mình sẽ bắt đầu kết hợp với cận lâm sàng trên ca này nha các bạn, để mà mình có những cái xác định một số bước cơ bản nữa. Tại vì cái bước số 3 của mình đó là tim nào bị ảnh hưởng đó, trên lâm sàng đó, nó bị thiếu thông tin. Mình không có thông tin về mẫm tim nè, mình không có thông tin về hạt xe nè, nên rất thiếu để mình confirm lại cái bước số 3. Nên bắt buộc mình sẽ đọc các cận lâm sàng hỗ trợ. Thì trong đó chị đã cho nhóm của Khoa hướng dẫn các bạn đọc ECG và X-quang trên ca này, thì Khoa mình tiếp tục cho các bạn đọc thử kết quả ECG và X-quang để mình confirm lại những cái bước này luôn ha Khoa ha. Dạ. Rồi ok. Thì lúc nãy mình thì lúc nãy mình đã nói là cái về cái lưu lượng máu lên phổi là mình phải xác định coi là bệnh nhân này có tăng lưu lượng máu lên phổi hay không, và cái tăng áp phổi nữa. Thì các bạn có nói tới là mình sẽ đề nghị cái cận lâm sàng là cái X-quang, ECG và cái siêu âm tim. Thì bây giờ tụi mình sẽ bắt đầu đi lần lượt từng cái. Là đầu tiên là sẽ là một cái X-quang. Thì X-quang này là do nhóm mình quay lại, nó sẽ nói sơ về các bước trình tự đọc và cái đọc một cái cây, là cái X-quang của cái cây này luôn. Thì bây giờ mọi người sẽ xem video ạ. Trình bày tóm tắt các bước đọc X-quang và sau đó ứng dụng để đọc X-quang trên cây. Xin chào chị và các bạn. Thì xin đây là cái độ phân giải rồi phóng to màn hình lên nha. Ứng dụng để đọc X-quang trên cây. Lâm sàng. Mạng bên Lan hơi yếu nên mọi người đợi Lan một chút nha. Bao gồm 10 bước. Bước 1 đầu tiên là phải đọc hành. Lan ơi, em có cái volume của mình á, cái âm thanh của mình nó có lớn hết mức cho Lan ha. Nếu được nữa thì em cho nó tăng lên hết mức cho các bạn dễ nghe. Chị thấy hình như hơi nhỏ. Rồi. Sau đây em xin trình bày tóm tắt các bước đọc X-quang và sau đó ứng dụng để đọc X-quang trên cây lâm sàng. Bao gồm 10 bước. Thì bước 1 đầu tiên là phải đọc hành chính, đọc tên, tuổi, địa chỉ, ngày chụp phim. Thứ hai, ta sẽ đọc loại phim, tư thế chụp phim, chiều phim và chất lượng của phim. Về loại phim thì phải xác định là phim này, phim X-quang phổi, X-quang cổ, thẳng hay là nghiêng. Về tư thế thì đứng hay nằm, ta có thể xác định tư thế dựa vào một số gợi ý như là bóng hơi dạ dày hoặc là tuổi của bệnh nhân. Phải xác định được bên phải hay bên trái, chiều là thế chụp sau trước hay là trước sau. Một số dấu hiệu gợi ý tư thế chụp sau trước hay trước sau là xương bẻ vai thì ở tư thế chụp sau trước thường thì tách ra khỏi hai thế trường, còn tư thế trước sau thì thường ít tách ra khỏi hai thế trường. Về bóng hơi dạ dày thì thường chụp sau trước thì có bóng hơi dạ dày, nhưng tư thế chụp trước sau thì thường không có. Còn khi gian đốc sống thì ở tư thế chụp sau trước thường tạo hình giống chữ V ngược, còn ở tư thế chụp trước sau thì thường tạo hình dấu chữ V. Và tiếp theo
người ta sẽ đọc về chất lượng phim để xem bệnh nhân có hít đủ sâu hay không, xoay hay không xoay, về mặt độ tia cứng chuẩn hay mềm. Về hít đủ sâu, ta có thể có một số gợi ý như trên phim thẳng thấy được 9 đến 10 cung sừng sau hoặc 7 đến 8 cung sừng trước và âm hoành căng tròn không dẹt, có nhỏ hơn một con bé đỉnh tim nằm ở dưới đáy cơ hoành. Trên phim nghiêng và âm hoành căng tròn và có khoảng sáng sau tim. Về bệnh nhân có xây hay không, ta có thể xác định thông qua xương sườn có cách đều hai bên đốt sống hay không, đầu trong xương đòn có cách đều hai bên đốt sống hay không, có thấy hình ảnh một bên phổi sáng hơn bên còn lại hay không. Rồi nhìn vào khí quản thì bình thường khí quản hơi lệch phải. Trên phim nghiêng thì bình thường xương sườn nằm phía trước cột sống. Về mặt độ tia thì có chuẩn hay không, ta có thể xác định thông qua cái hình ảnh của cột sống, thấy được hình ảnh của cột sống phía sau vùng vùng sau tim và có thể thấy được một số hình ảnh của mạch máu ở ngõ vi phổi. Bước thứ ba, ta sẽ đọc mô mềm tìm những hình ảnh tràn khí dưới da, xương mô mềm, vôi hóa, u hoặc bất thường khác. Về bước thứ tư, đọc về xương, tìm những hình ảnh tiểu sản xương đòn, khủy xương hay gãy xương. Về bước thứ năm, đánh giá đường thở, khảo sát khí quản bị đại lệch hay không, hơi bệnh khóc có thấy rõ hay không, có bất thường khác hay không. Về bước thứ sáu, sẽ đọc về phổi, xem hai phổi có nở đều hay không, nhung một phổi có những hình ảnh đông đặc, sơ ứ khí hay xẹp phổi hay không. Về màng phổi có hình ảnh tràn dịch hay tràn khí màng phổi hay không. Ngoài ra thì có thể xem xét những hình ảnh một khối u hay khối trống tổ bất thường khác hay không. Về bước 7 thì ta xem vòm hoành, có thấy rõ hai vòm hoành hay không, bên phải cao hơn bên trái hay không, vòm hoành có dẹt hay không và hai góc xương hoành có nhọn hay không. Về bước thứ 8, chúng ta sẽ đọc về tuần hoàn bao gồm tim và mạch máu. Đầu tiên ta sẽ đọc kích thước tim, xem bóng tim có to hay không. Trên phim thẳng dựa trên tỷ số tim lồng ngực, tỷ số lớn nhất của bóng tim về lồng ngực áp dụng khi chụp tư thế đứng về đúng kỹ thuật. Tỷ lệ tim chia cho ngực, đường kính lớn nhất của tim chia cho đường kính lớn nhất của lồng ngực. Ở trẻ dưới 5 tuổi thì tỷ số này thường nhỏ hơn bằng 0.6. Ở trên tư thế nằm, trẻ chắc chắn bóng tim lớn thì mạng tim phải chạm vào thành ngực. Nếu không có tiếp xúc thì chỉ có thể nghi ngờ là tim to. Ở đây là một hình ảnh của cách tính tỷ số tim lồng ngực. Còn trên phim nghiêng có thể xác định tim có to hay không, dựa vào từ góc carina từ kỹ một đường thẳng đứng. Tim to thì có một phần của tim đi qua đường thẳng này hoặc chỉ một đường thẳng dọc theo khí quản, thì bình thường đường thẳng này cách cột sống ở dưới cơ hoành. Tiếp theo ta xác định bờ tim bên trái và phải có thấy rõ hay không, có lớn thất cột lớn nhĩ không. Về hình ảnh lớp thất trái lớn nhĩ trái khi bờ của tiểu nhĩ trái lồi có dấu bờ đôi ở bờ nhĩ phải, khu vực chính bên trái bị đẩy cao. Lớn nhĩ phải khi bờ nhĩ phải lớn, khoảng cách bờ ngoài nhĩ phải và đường giữa là lớn hơn 5.5 cm. Lớn thất trái khi bờ thất trái lớn, mạm tim chết xuống dưới và ra ngoài. Rồi lớn thất phải khi mạm tim chết lên, tách khỏi vòm hoành, góc tâm hoành nhọn. Về các mạch máu lớn thì bình thường thấy rõ ở rốn phổi nhỏ dần trên ngoài biên, đáy phổi thấy rõ hơn đỉnh phổi, thường không thấy được ở một bề ngoài ngoại biên. Hai bên rốn phổi có xem có to hơn bình thường hay không, to hơn khi lớn hơn một vị nam con gian xương và họ có tăng làm độ hay không. Về trung thất xem hình ảnh có thấy tiếng ức hay không, ở trẻ dưới 5 tuổi những hình ảnh khối trống chỗ hay tràn khí trung thất hay không. Bước thứ 9, ta sẽ đọc tất cả những thứ còn lại như là dị vật liên và dưới là thoát vị hoành. Và bước thứ 10 là sẽ kết luận sau khi đọc phim. Và sau đây bạn Kiệt sẽ tiếp tục ứng dụng để đọc một cái quen trên lâm sàng. Dạ, xin chào chị và các bạn. Sau đây em sẽ đọc một ví dụ đọc case trên lâm sàng. Thì đầu tiên sẽ về thông tin chính của bệnh nhân là bệnh nhân nam 4 tháng tuổi, cân nặng là 5kg, chiều cao 62cm, nhập viện vì khò khè và khó thở. Tiền sử là được chẩn đoán bệnh tim bẩm sinh ở bệnh viện Nhi đồng 1 lúc 1 tháng tuổi.
mới xuất viện được 4 ngày và chẩn đoán là viêm phổi cho nên bệnh tim bẩm sinh tại khoa tim mạch Bệnh viện Nhi đồng 1. Tiếp theo là dựa trên những các bước mà bạn Kiên đã trình bày thì em xin được đọc một cái phim X-quang. Đầu tiên là bước thứ nhất là hành chính. Bệnh nhân tên Dương Gia Huy, nam, 4 tháng tuổi, ngày chụp là cùng ngày với ngày nhập viện. Bước thứ hai là loại phim, tư thế chụp, chiếu phim, chiều phim, chất lượng phim. Thì đó là phim ngực thẳng, tư thế nằm là do trẻ 4 tháng tuổi, hai xương bả vai nằm trong phê trường và không thấy bông hơi dạ dày. Chiều thế là trước sau. Về chất lượng phim thì bệnh nhân hít đủ sâu vì thấy được 9 cung xương sâu, vòm hành cong tròn không dẹt. Có xoay hay không thì bệnh nhân có xoay nhẹ, do trẻ nằm nên cái biên độ xoay không quá lớn, không thấy rõ. Hai đầu xương đòn nhưng hình dạng thì tương đối cân xứng qua đường giữa. Về mặt độ tia thì mặt độ tia là chuẩn, thấy được cột sống phía sau tim và thấy mạch máu vùng ngoại vi ở phổi. Về bước thứ ba, đọc về mô mềm thì ta thấy là không có tràn khí dưới da, không có sưng mô mềm và bất thường khác. Bước thứ tư, đọc về xương thì không có gãy xương. Bước thứ năm là đường thở, khí quản gốc không bị đẩy lệch, rốn bên trái cao hơn bên phải. Bước thứ sáu là đọc về phổi, hai bên phổi nở đều, không có tràn dịch, tràn khí. Nhu mô phổi không thấy hình ảnh đông đặc hay là khí phế ảnh. Bước thứ bảy, đọc về vòm hoành thì thấy rõ vòm hoành hai bên, về bên phải cao hơn bên trái, vòm hoành cong. Về bước thứ tám, đọc về tuần hoàn thì tim và mạch máu. Kích thước tim thì ta đo được chỉ số tim ngực là lớn hơn 0,6 thì ta kết luận được là bóng tim to. Mõm tim vượt qua liên xương 6 đường trong lăng trái thì ta sẽ kết luận được là lớn thấp trái. Bờ tim thì ta nhìn rõ bờ tim hai bên, còn rốn phổi thì thấy mạch máu tăng kích thước. Về những bất thường khác thì chưa ghi nhận. Bước 10, đọc về kết luận thì trên bệnh nhân này thì kết luận là bóng tim to, lớn thấp trái cộng với tăng tuần hoàn phổi. Dạ, em xin cảm ơn chị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Dạ, thì sau khi mà cái video về các bước đọc cơ bản của ECG của trẻ em và cái đọc cái cây của mình đó, thì bây giờ mình sẽ hỏi ý kiến của các bạn là về các bước đọc X-quang đó, thì các bạn thấy rằng là một cái phim như thế nào là đủ tiêu chuẩn. Có bạn nào giơ tay phát biểu không ạ? Mời bạn Chí. Alo. Rồi nghe rồi Chí. Cái chất bạn nói là cái nào là đủ tiêu chuẩn đúng không ạ? Đúng rồi. Thì đầu tiên là trẻ có hít đủ sâu hay không? Thứ hai là trẻ có cái là có được bắt được tốt hay không, có xoay không xoay gì không, và mật độ tia thì có đủ hay không? Chỉ có thể nêu ra những cái dấu hiệu mà gợi ý cho mình biết là ví dụ như trẻ hít thì đủ sâu là hít như là như thế nào? Trẻ hít đủ sâu là khi mà trên phim thẳng lấy được 9-10 cung sườn sau hoặc là 7-8 cung sườn trước với vòng hoành cong tròn không dệt. Còn trên phim nghiêng thì thấy vòng hoành cong tròn và có khoảng sáng sau tim. Còn xoay hay không xoay là thấy xương sườn có cắt đều hai bên đốt sống hay không, lại có thấy được cái đầu trong của xương đòn hay không, vậy và mật độ tia thì có đủ hay không. Cảm ơn chị. Về cái khi mà đọc một phim X-quang á thì thứ nhất là phần hành chính là rất quan trọng, là mình phải nêu rõ được các cái tên tuổi, địa chỉ, ngày chụp phim, và thứ hai là mình phải xác định được là cái phim này nó có đủ tiêu chuẩn hay không. Thì vì một cái phim mà không đủ tiêu chuẩn thì nó sẽ dẫn đến là mình bị đọc sai, và cái bất thường đó là mình bị hiểu nhầm, nó không phải là bất thường. Thì bây giờ là các bước, thì lúc nãy nhóm mình đã trình bày các bước ở phía dưới,
Thì sau khi mà mình đã xác định được cái phim này là đủ chất lượng phim rồi, chất lượng phim tốt rồi ấy, thì các bước đọc thì các bạn có ý kiến gì và có bổ sung gì thêm vào các bước đọc này không? Mình mời bạn chú Nguyễn Nhật Minh. Cảm ơn các bạn vì phần trình bày rất là chi tiết á, nhưng mà mình không có ý kiến về cách đọc của bạn Kiên á, nhưng mà mình có ý kiến về cái cây của mấy bạn á. Thì không biết theo cảm nghĩ của mình thì cái hình đó, cái mũi tim, cái mõm tim nó hơi hất lên trên á, hất lên trên và ra ngoài thì nó giống của một cái lớn thất phải hơn là một cái lớn thất trái như bạn Kiên trình bày á. Thì mình chỉ có ý kiến ở đoạn đó thôi. Nó cái hình đó bạn... nó hình đó nó điển hình không đúng rồi, mình thấy nó lớn thất phải. Cái mỏm tim này bạn thấy nó lớn đúng không? Nó hất lên trên với lại nó hất lên liền sáu á. Mình thấy nó giống lớn của một cái lớn thất phải hơn. Mình mở thử cái hình lại thì mình cảm nghĩ thôi, các bạn không đúng. Thì so mình có thể cho mình biết là cái dạ em có thể rồi các bạn thấy có bạn show lại cái hình X quang lại cho lớp coi. Rồi bây giờ Khoa giải quyết cái ý kiến của bạn Minh đi và thảo luận những bạn khác xem có đồng ý với Minh không hay là không đồng ý với Minh ha Khoa ha. Dạ. Thì giờ Minh có thể cho mình biết là các dấu hiệu mà của cái lớn thất phải không? Ngoài cái mõm tim nó hơi chết. Mình chỉ để ý cái đó thôi à. Thường mình hay để ý cái mõm tim hơn. Nếu mà cổ lớn thất trái thì cái xu hướng của mõm tim thường nó sẽ là hết, nó chích xuống dưới và nó ra ngoài hơn. Còn như cái này mình sẽ thấy của nó là nó như bạn Kỳ trình bày nó chích lên tới lên hình 6 á. Thì nó gợi ý có một cái lớn thất phải. Cái bé này thì bé đang nằm á, thì có thể là cái mõm tim nó sẽ hơi chết lên một chút. Nhưng mà cái này mình cũng không chắc. Các bạn nào khác về cái tim này không? Các bạn nghĩ rằng là cái này là cái lớn thất phải hay lớn thất trái? Mời Võ Quang Nghĩa, bạn Nghĩa. Mình đồng ý ý kiến của bạn Trung Minh thì cái hình này nó gợi ý cho mình cái lớn thất lớn thì nó gợi ý cho mình cái lớn thất phải nhiều hơn. Tại vì theo vị trí giải phẫu á, thì cái lớn thất phải khi mà nó lớn lên nó sẽ chạy ngang qua và chạy chết lên. Còn nếu như mà cái lớn thất trái nó sẽ chạy xuống dưới luôn á, nó tụt xuống dưới luôn á. Vậy là nghĩ cũng cùng với bạn. Với lại mình thấy là cái bờ trái xương, cái bờ trái của cái mõm tim này nó phình ra ta. Mình thấy cái hình này điển hình của lớn thất phải. Vậy là Nghĩa cũng cùng cái ý kiến với bạn Minh đúng không? Cảm ơn Nghĩa. Có thể bạn ý kiến xíu được không? Nói đi. Ngân nghĩ cái này là lớn thất trái nhiều hơn. Đúng là trong lớn thất phải thì cái trên cái tim thẳng thì mình cũng thấy được là bầu tim bên trái nó sẽ tròn và cái mõm tim nó chết lên. Nhưng mà trong lớn thất trái thì cái bầu tim bên trái của nó thường là nó cũng sẽ
chảy theo hướng nó hướng vào bên trái và hướng xuống dưới theo cái hình này nè. Và cái mõm tim của nó thì cũng tròn luôn, nên dựa vào cái việc là nó, cái này Ngân không nghĩ là nó chết lên mà chỉ là nó tròn trong cái lớn thất trái thôi. À vậy là Ngân nghĩ là cái này là mõm tim là nó hơi tròn và nó hướng xuống dưới đúng không? Nó ra, nó đã ra khỏi đường trung đòn rồi. Vậy thì ví dụ như bây giờ nếu như mà lúc nãy các bạn có nói là cái bạn nghĩ này là lớn thất phải gì, nên nếu mà này là lớn thất phải thì các bạn nghĩ là một cái nguyên nhân nào mà do tim mà có thể gây ra cái tình trạng lớn thất phải, những cái nguyên nhân nào do tim mà có thể gây ra lớn thất phải, có bạn nào giơ tay không ạ? Mình mời bạn Tuyết Mai nha. Cái nguyên nhân mà do tim mà do lớn thất phải thì có thể là thông niên nhĩ chẳng hạn, hoặc là một cái như ví dụ trong thông niên thất hay là còn ống động mạch thì nó có thể vừa lớn thất trái vừa lớn thất phải hơn. Còn ở cái ý kiến của mình ở trên ca này thì mình nghĩ là lớn hai thất luôn. Thứ nhất là ở cái lớn thất phải ấy, là mình cũng đồng ý là mình thấy cái mõm tim nó hơi hách lên, với lại cái góc tâm hoành ở phía bên trái ấy, là nó nhọn. Mà hồi nãy mình thấy là ở trên cái bài của các bạn thì cũng đề cập cái này là một cái gợi ý của lớn thất phải. Còn lớn thất trái ấy, thì cái mõm tim của bệnh nhân này là nó xuống dưới lên sườn sáu và nó ra ngoài ấy, thì cũng là dấu hiệu của lớn thất trái, nên là mình nghĩ là ở ca này là lớn cả hai thất. Vậy là thứ nhất là Mai nói rằng là cái các nguyên nhân mà do lớn thất phải thì có thể là do thông liên thất, là thông liên nhĩ. Rồi vậy thì Mai thấy nó với cái những cái nguyên nhân này thì nó có cái phù hợp với cái triệu chứng của cái case của mình không? Là nó có gợi ý cho Mai nghĩ tới, nó có liên quan tới cái case của mình không? Mình thấy cũng liên quan. Ý là sau khi mà mình có cái X quang này thì đối với bản thân mình là mình nghĩ là lớn cả hai thất, rồi kết hợp với những cái nãy giờ mình phân tích theo bốn bước nữa thì kết hợp với âm thổi của bệnh nhân có thì mình cũng có thể gợi ý từ một cái nguyên nhân phù hợp. Cảm ơn Mai. Vậy là Mai thì suy nghĩ là sẽ có vừa có lớn thất phải và vừa có lớn thất trái. Thì các bạn có thể cho mình biết thêm ý kiến là nếu như mà các bạn nghĩ là lớn thất trái thì những cái nguyên nhân gì có thể gây lớn thất trái? Nãy là mình đã nói sơ những nguyên nhân có thể gây lớn thất phải trên X quang rồi. Thì bây giờ các bạn hãy nói nguyên nhân gây lớn thất trái trên X quang và nó có phù hợp với lại cái case của mình hay không? Thì các bạn giơ tay để cho mình biết nha. Chị sẽ giúp đỡ các bạn một chút xíu ở đây ha Khoa ha. Dạ. Thì trên ca này rõ ràng các bạn thảo luận khá là tốt. Chị đã thấy lúc đầu là nhóm mình đọc là mình thấy có tăng lưu lượng phổi đúng không? Trên ca này nhóm mình kết luận thứ nhất là bóng tim to đúng không? Chỉ số tim ngực lớn ha. Ý thứ hai là tăng lưu lượng phổi và ý thứ ba là lớn thất phải đúng không? Phải không Khoa? Tức là cái kết luận của nhóm mình đó. Với lại cái nhóm em rồi. Còn cái nữa là vì bé này nó nằm với lại là bé mới 4 tháng rồi thì thường là trẻ nhỏ thì tim nó cũng hơi ngang ngang như vậy á chị. Em xác định là lớn thất trái đúng không? Xin lỗi. Dạ, nhóm rồi. Em là lớn thất trái đúng không? Rồi, ok. Dạ, có bạn thì bảo là rồi phải. Thì những bạn khác thì đang đặt ra câu hỏi là ca này có lớn thất phải kèm theo hay không? Khi mà các bạn thấy rõ ràng cái có dấu hiệu lớn thất phải kèm theo đó là thứ nhất là mõm tim hất lên và điều đó làm dẫn đến cái góc tâm hoành bên trái của mình nó thành góc nhọn. Các bạn thấy không? Góc tâm hoành bên trái là giữa cơ hoành và hoành của mình với cái tim của mình nó tạo thành một cái góc tâm hoành bên trái, các bạn thấy rõ ràng nó là góc nhọn. Mà các bạn nếu mà các bạn đi đọc X quang nhiều gọi là đọc X quang sĩ thì các bạn sẽ thấy là cái mõm tim của mình bình thường nó sẽ không nằm như vậy. Mõm tim bình thường của mình nó sẽ nằm đè lên cái vòm hoành của mình, mõm tim bên trái, thì khi đó nó tạo thành một cái góc sườn, cái góc tâm hoành bên trái là góc tù, thường đa số là nó góc tù. Thì cái ca này
các bạn sẽ để ý là các bạn sẽ thấy lớn thất trái cũng có, dấu hiệu lớn thất phải cũng có. Vậy ca này trên X quang này có đủ hai tiêu chuẩn của lớn cả hai thất. Thứ nhất là lớn thất trái, vì các bạn thấy là nó chết xuống dưới và ra ngoài và là về phía bên trái luôn, là một dấu hiệu. Đồng thời các bạn có thể đo một cái chỉ số và tiêu chuẩn của lớn thất trái từ cái đường giữa của mình ra tới cung lớn nhất của bên trái. Nó có thể lớn hơn 5,5 cm hoặc là nó lớn hơn 2/3. Thì cái ca này nó đủ tiêu chuẩn luôn ha các bạn ha. Là tiêu chuẩn lớn thất trái. Ok ha. Giống như cái kết quả của nhóm khoa đã đọc. Và ca này cũng có tiêu chuẩn của lớn thất phải trên X quang phổi, chỉ nó là tiêu chuẩn nha. Mỗi cái cận lâm sàng nó có những cái tiêu chuẩn khác nhau. Thì nó đúng tiêu chuẩn thì mình cứ xác định, còn cái chuyện mà nó có thật sự là có hay không là mình phải kết hợp với lâm sàng, kết hợp với những cận lâm sàng khác. Khoa hiểu không? Dạ. Yeah. Tức là mình phải tôn trọng cái giá trị chuẩn đoán của mỗi cái cận lâm sàng. Thì tiêu chuẩn của lớn thất phải trên cái này là có không? Có góc tâm hành nhọn này ha, mỏm tim hết lên. Vậy thì đọc trên ca này là có thứ nhất là bóng tim to, chỉ số tim ngực lớn hơn 0,6. Thứ hai là ca này lớn cả hai thất. Thứ ba là ca này có tăng lưu lượng máu lên phổi. Em sẽ thấy là cái chuyện tăng lưu lượng máu lên phổi là tại sao nhìn thấy cái tầng là đầu. Em sẽ thấy là cái mạch máu phổi nó sẽ ra 1/3 ngoài, thậm chí trên ca này các bạn sẽ thấy nó phân bố lên phía trên luôn. Thường á, mạch máu bình thường của một cái ca X quang phổi bình thường nó là 2/3 dưới và 2/3 trong. Còn cái ca này nó ra 2/3, 1/3 ngoài và 1/3 phía trên. Thậm chí ở phía trên em thấy còn nhiều mạch máu hơn ở phía dưới nữa. Các bạn có thấy không? Thì ca này có tăng lưu lượng máu lên phổi rất là rõ ha các bạn ha. Thì ca này X quang như vậy là ok ha. Thì tổng hợp các bạn lại là kết quả các bạn đã đọc được rồi đó. Thì bây giờ câu hỏi kế cái dành cho các bạn là với cái X quang như vậy nó có phù hợp với lâm sàng của các bạn hay không trên cái này. Rồi Khoa bắt đầu cho các bạn có ý kiến giùm chị ha. Tức là X quang mình chuẩn đoán là tiêu chuẩn kết quả luận là như vậy ha Khoa ha. Vậy thì quay ngược lại, nó có phù hợp với lâm sàng của mình hay không? Phù hợp cái nào, cái nào không phù hợp? Rồi thì lúc nãy thì mình có nói tới cái vấn đề là bệnh nhân này có tăng lưu lượng máu lên phổi và cái mình tiếp cận theo là cái tim nào bị ảnh hưởng và bệnh nhân này có tăng áp phổi hay không. Thì với những cái triệu chứng và cái X quang nãy giờ mà mình đọc được thì các bạn thấy là mình đã trả lời được ba cái câu hỏi đó chưa? Thì các bạn cho mình ý kiến. Mời bạn Đàn thì Mỹ Giang. Mình thấy là kết quả trên X quang phù hợp với cái trên lâm sàng. Thứ nhất hồi nãy là nói là bé có thể là lượng. Em nói về một cái ý thôi được không? Là ví dụ như là về cái tăng lưu lượng máu lên phổi thì bạn đánh giá là cái ca này có hay không? Là mình đánh giá là có. Thì tại vậy. Vì nếu mà nó Khoa nói tiếp đi. Giáng nói đi, tức là tại sao mà Giáng nói là có? Tại vì tăng lưu lượng máu lên phổi á, thì ngoài cái việc mà xác định trên lâm sàng á, thì trên X quang thì cái mình cũng thấy là cái mạch máu nó đi ra ngoài 1/3 ngoài biên rất nhiều. Với lại bình thường á, thì máu nó ở dưới, ở 1/3 dưới nhiều. Bây giờ trên cái 1/3 trên mình cũng có nhìn thấy mạch máu nữa, kiểu như nó tăng cái lượng mạch máu, nhưng mà mình nghĩ là có cái lưu lượng, có tăng lưu lượng máu lên phổi. Nếu mà nhìn kỹ thì cũng thấy là cái khẩu kính của cái mạch máu cũng to hơn cái bình thường. Vậy ngoài ra thì Giáng có thấy cái dấu hiệu nào mà gợi ý thêm là cho tăng cái lưu lượng máu lên phổi nữa không? Cái mà tăng lưu lượng máu lên phổi thì nếu mà cái lớn thất trái thì cũng có thể là nghĩ tới cái Giáng ơi, khúc đầu là đúng rồi đó, khúc sau là chưa chắc nha. Dạ. Chị thấy là nãy giờ chị đã thấy là nó ok xong đó, nhưng mà tự nhiên tới cái khúc sau cái thấy nó hết ok rồi. Thì vậy là tổng hợp theo ý bạn Giáng là
cái cây này thì nó có tăng lưu lượng máu lên phổi, và nó cái thứ nhất là về cái mạch máu ngoại biên là nó ra 1/3 ngoài của phổi nè. Rồi bình thường thì phía dưới nó sẽ mạch máu nó sẽ nhiều và rõ hơn phía trên, thì bây giờ mình thấy là ở phía trên nó cũng đã có nhiều mạch máu và nó rõ hơn luôn. Như vậy là mình thấy được cả mạch máu trên lẫn dưới luôn, và cái động mạch phổi mình cũng thấy nó to hơn nữa. Nên là cái cây này mình quyết định là nó sẽ có tăng lưu lượng máu lên phổi nha. Rồi, rõ ràng rồi. Là cái kết quả X-quang này nó đang ủng hộ mình về mặt lâm sàng là ca này thực sự là có tăng lưu lượng máu lên phổi ha các bạn. Lâm sàng thì sao? Khọt khè, thở có lõm, phổi đã nẵm đúng không? Trên X-quang thì sao? Máu ra ngoài 1/3, ra ngoài và 1/3 trên ha. Cung động mạch phổi có phồng nhẹ và cái đường kính động mạch phổi nó có hơi lớn, giãn. Đồng ý ha các bạn ha. Vì rõ ràng ca này là có tăng lưu lượng máu lên phổi rất là rõ ràng, phù hợp giữa lâm sàng và cận lâm sàng. Ok ha Khoa, và Dán ha, Dán ghi cái ý kiến của mình lên giùm chị ha. Rồi, lúc vậy thì bây giờ còn cái gì phù hợp trên ca này nữa về mặt lâm sàng và cận và X quang nữa không các bạn? Cái nào và có những cái nào mà không phù hợp các bạn nói luôn ha, cái nào phù hợp và không phù hợp đều thảo luận hết. Rồi Khoa tiếp tục ha Khoa. Thì về cái lúc nãy thì mình chúng ta có bàn thêm về cái là tim nào bị ảnh hưởng, và các bạn đưa ra rằng là có ơi, nghĩ gì phải bây giờ nhà Khoa. Dạ. Mình không có định hướng các bạn. Bây giờ giữa cái lâm sàng mình đã có những cái gợi ý như vậy về triệu chứng như vậy đúng không? Dạ. X quang mình có những cái kết luận như vậy, thì bây giờ để cho các bạn tổng hợp và so sánh lại hoặc là biện luận lại là nó phù hợp hay không phù hợp, phù hợp ở điểm nào và cái nào không phù hợp. Mình không có quyết định theo cái ý những cái đi lẻ ha. Yeah. Thì bây giờ bạn nào có thể tổng hợp các ý và cho mình biết rằng là từ cái lâm sàng và X quang thì các bạn nghĩ rằng là cái tim nào đang bị ảnh hưởng và tổng hợp lại các ý đó. Không phải. Bây giờ là lâm sàng nãy giờ những cái bước mình đã xác định rồi. Bây giờ X quang nó kết luận như vậy, cái nào mình thấy phù hợp, có hai cái nó ủng hộ lẫn nhau, cái nào không phù hợp mình phải giải thích tại sao nó không phù hợp. Rồi thử xem một ý kiến của bạn Nhật Minh thử xem. Hình như là Nhật Minh nãy họ trả lời rồi đúng không? Thái Bình cũng rồi đúng không? Hiếu Kiên, chị mời Hiếu Kiên. Dạ thưa chị, trên cây này em thấy thì lúc nãy mình có kết luận trên lâm sàng là bệnh nhân này có tổn thương, có ảnh hưởng bởi cái tim bên phải. Thì trên X-quang thì có cái thất phải lớn, thì em thấy là nó phù hợp với lâm sàng. Thế nãy mình có nghi ngờ cái gan đúng không? Chỉ có một cái gan mình nghi ngờ có tim phải, thì cái X-quang mình đang ủng hộ là nó cũng có tim phải đó. Tuy nhiên X-quang mình nó thêm một cái phần rõ ràng mà mình, cái lâm sàng mình bị sót mà mình không khám ghi trong đó thôi. Đó là gì? Có thêm tim trái nữa. Ha. Là cái mà mình tức là bổ sung thêm về mặt lâm sàng là ca này có tim, có thể có tim trái nữa, vì trên X-quang mình thấy có dấu hiệu lớn tim trái luôn. Rồi, ok. Còn cái nào nữa không các bạn? Cái nào phù hợp và không phù hợp nữa? Cảm ơn Kiên, Kiên ghi giùm chị ý kiến ha. Chị mời thử Thái Bình. Dạ, em chào chị. Dạ, đầu tiên là nãy như nói là mình thấy là trên lâm sàng thì mình sẽ có là gan lớn là 3cm dưới bờ xuồng. Thì mình nghi nhiều là nó ảnh hưởng đến tim phải. Thì nó phù hợp ở trên cái X quang này là cái bấm tim, nó bấm tim phải, nó bấm tim nó hơi hất lên và tách khỏi bờ xuồng tạo thành một cái góc nhọn so với tâm hoành, so với châu hoành. Sorry Bình, chị cắt cho các bạn chút xíu. Nhìn này các bạn chưa hiểu đúng ý của chị. Tức là trên lâm sàng mình đã có những cái triệu chứng xác định như vậy. Trên X-quang chị đã kết luận cho các bạn luôn rồi, các bạn không cần phải đọc lại các ý nghĩa hay là để kết luận cái X-quang nữa. Mà cái mục tiêu của mình là gì? Bây giờ giữa cái thực tế lâm sàng của mình và cái X-quang của mình, bây giờ giả sử phù hợp là chỗ nào? Thứ nhất là ca này có tăng lưu lượng máu lên phổi về trên lâm sàng, X-quang nó cũng có dấu hiệu tăng lưu lượng máu lên phổi, là nó đang ủng hộ mình là có tăng lưu lượng máu lên phổi ha. Cái lâm sàng của mình là đang gợi ý tim phải, X-quang mình nó có gợi ý tim phải luôn, ok, nó phù hợp. Tuy nhiên X-quang mình có một cái là bổ sung cho cái lâm sàng nữa, đó là có ảnh hưởng cả tim trái nữa, mà trên lâm sàng mình nó bị sót cái mỏm tim hoặc cái gì đó mà mình không thấy được cái tim trái bị ảnh hưởng. Rồi cái vấn đề trên lâm sàng mình là ca này có tăng áp phổi, ok, vậy thì trên X-quang phổi này nó có phù hợp với chuyện tăng áp phổi hay không?
đó là những cái vấn đề chị cần các bạn phân tích, chứ mình không đi lại cái chuyện là trên X-quang này có những cái dấu hiệu này nữa, tại chị đã confirm lên các bạn rồi. Các bạn hiểu ý chị không? Nên các bạn chưa nói đúng cái ý chị. Rồi bây giờ chị sẽ hướng dẫn tiếp nha. Ca này trên lâm sàng các bạn thấy là có tăng lưu lượng máu lên phổi rồi, vậy cái X-quang này nó có ủng hộ mình không, là có tăng máu lên phổi không? Dạ có chị. Rồi các bạn nói thử xem trên ca này cái chỗ nào là mình nhìn thấy nó có tăng áp lực phổi thôi, cáo phổi đâu mà nó ủng hộ cái lâm sàng của mình. Và dạ, nếu nó có cáo phổi thì nó là giai đoạn nào? Rồi mời em, các bạn cứ nói. Dạ em thưa chị là em thấy là bệnh nhân có tình trạng là tăng tùng cái đường kính của động mạch, đường kính mạch máu phổi nó lớn. Thì nó liên quan gì tới cáo phổi? Đường kính lớn là lưu tăng lưu lượng nha, nó giãn á, rồi nó làm cho cái lớn cái các mạch máu đúng không, tức là máu lên phổi nhiều đúng không, thì nó sẽ làm cái mạch máu của mình nó bị giãn ra đúng không, thì khi đó đấy, các đường kính của mạch máu phổi của mình nó lớn, chứ nó không có gợi ý nó là cáo phổi. Hiểu ý chị không? Dạ. Ok, Tuấn Anh ha. Thì cái dấu hiệu nào mà nghĩ này có cáo phổi trên X-quang nữa, tức là lâm sàng mình có, nên mình phải tìm trên X-quang có không, hay là mình phải đợi tới siêu âm? Rồi, chị mời bạn thử bạn khác ha. Chị mời Trần Đông, cho có vòng vòng có mấy bạn. Những bạn khác đâu rồi? Dạ em nghe chị ơi. Đông, chị thấy em giơ tay đúng không? Trên X-quang phổi này có ủng hộ mà có cáo phổi không? Nếu có thì nó nằm ở giai đoạn nào? Nó có phù hợp với lâm sàng không? Dạ cái này thì em nghĩ là cần thêm siêu âm ấy chị. Tức là trên X-quang là em thua rồi, em không biết đúng không? Phải đợi cái siêu âm đúng không? Rồi ok. Dạ. Rồi Tuyết Mai thử xem. Dạ thưa chị, theo em là ở trên ca này thì có một dấu hiệu gợi ý là bệnh nhân có lớn tim phải. Còn cái mạch máu thì em thấy máu nó vẫn tim là liên quan gì tới cái chuyện cáo phổi? Dạ thì cao áp phổi thì nó có thể làm cho tim phải bị tăng gánh về mặt áp lực đó chị. Rồi chị biết, nhưng mà chị nói giả sử trên cái này nó là ASD rồi sao? Nó ảnh hưởng tim phải rồi sao? Thì đâu có chuyện là nó cũng đâu có cần cái cáo phổi, nó vẫn ảnh hưởng tim phải vậy. Vậy thì tự nhiên cái vì cái lớn tim phải mình phán nó là cáo phổi thì có hơi quá không? Hiểu ý chị không? Dạ, dạ em hiểu. Nên là vì cái gián tiếp đó thôi, cái lớn tim phải đó là hậu quả của cái cáo phổi thôi, nhưng mà có những đợt tim nó cũng ảnh hưởng tim phải nữa, nên là vì cái ca ảnh hưởng tim phải mình nói là cáo phổi thì chưa chắc nha. Rồi một ý kiến khác thử xem cho cái biện luận của các bạn sao. Công Minh, chị mời Công Minh. Dạ thưa chị, là theo em thì ca này là có dấu hiệu của tăng áp phổi, nhưng mà tuy nhiên là nó chỉ ở cái giai đoạn 1-2, tức là nó chưa lớn hơn được cái kháng lực mạch máu hệ thống. Tại vì theo em thì trên X-quang này thì em thấy là phổi là có sự tăng tuần hoàn phổi, cái mạch máu thì em thấy là nó xuất hiện ở 1/3 phía ngoài của các cái phế trương. Tuy nhiên là em thấy là phổi ở đây thì chưa sáng, phổi vẫn còn phổi ở đây không có sáng. Với lại em không thấy có cái dấu hiệu cắt cụt đó. Dạ, cho nên là em nghĩ là với cái hình ảnh X-quang này thì nó chỉ ở mức đó là có tăng, nhưng mà tuy nhiên là vẫn còn đang thấp hơn cái kháng lực mạch máu hệ thống. Và ở trên lâm sàng thì em nghĩ là cũng phù hợp. Tại vì là những cái cơn tím của bé nó chỉ xuất hiện khi mà bé khóc thôi. Tức là khi mà có sự hỗ trợ của thêm cái việc gắng sức do cái co mạch của co các mạch máu phổi thì nó mới gây nên cái hiện tượng đó là tím cho bé. Còn bình thường thì bé vẫn chưa có cái dấu hiệu tím. Chính xác. Rồi, ok.
đúng rồi đó mình ha. Rõ ràng các bạn sẽ thấy là về mặt lâm sàng của mình nghe tiếng T hay mạnh đúng không? Lâu tím khi gắng sức, đó là dấu hiệu của tím này, đó là dấu hiệu của một cái ca mà trên một cái ca không tím mà nó có tím thì nó có những cái nguyên nhân nhất định thôi. Thì ca này khi mà tím gắng sức như vậy thì có thể là cái nguyên nhân là ca phổi nó làm tím khi gắng sức. Thì cái trên nếu mình cái tím khi gắng sức đó mà mức độ đó mà ở trên lâm sàng về mặt ca phổi thì mình biết là cái kháng lực phổi của mình nó chưa quá cao. Tại vì thì nếu mà kháng lực phổi mà mình nó thắng luôn kháng lực chủ, tức là BVR đó, nó lớn hơn SVR rồi á, thì chắc chắn nó sẽ xuất hiện tím trên lâm sàng, mà không phải là tím khi gắng sức mà tím thật sự luôn, tím thứ phát do ca phổi luôn. Thì trên ca này nó phù hợp là nó vẫn là hồng hào, lâu lâu nó mới tím thôi. Thì trên X-quang các bạn sẽ thấy là lý do là sao? Cái kháng lực phổi nó chưa cao nên là cái lưu lượng phổi nó vẫn còn lên nhiều. Rất là rõ ràng là mình các bạn thấy lưu tăng vẫn còn tăng lưu lượng phổi mà ha, nên là như mình nói vì và vẫn còn tăng lưu lượng phổi nên chắc chắn cái kháng lực phổi mình chưa cao, và kháng lực phổi mình chưa cao vì vậy nếu nó có cao phổi thì nó chỉ là giai đoạn là BVR nó còn thấp hơn SVR hoặc bằng SVR thôi. Thì những cái lúc mà nó bằng SVR đó thì nó mới gây tím khi gắng sức, tức là mỗi lần nó hỗ trợ khi khóc khi hay là khi quấy lên nó thì cái BVR nó sẽ thắng SVR, nhưng mà sau đó thì nó quay lại nó vẫn còn thấp hơn cái SVR, nên là cái ca này nếu có ca phổi thì nó chỉ là giai đoạn đầu của ca phổi, tức là kháng lực phổi chưa cao. Ok ha Minh ha. Rồi Minh ghi vô để chị cho điểm cộng Minh ha. Yeah. Rồi vậy là cái đó là mình giải quyết, tức là các bạn thấy cái X quang mình nó sẽ confirm cho mình một số thứ về mặt lâm sàng. Thứ nhất là ca này á, là nó có tăng lưu lượng máu lên phổi. Thứ hai là nó ảnh hưởng cả hai thất kết hợp với lâm sàng của mình ha, là ca X-quang nó ủng hộ là thêm một cái thất trái nữa. Rồi và ca này nếu có ca phổi thì giai đoạn nó phù hợp của mình đó là giai đoạn chưa tăng kháng lực, nó vẫn còn tăng lưu lượng phổi nha các bạn ha. Rồi vậy thì mình sẽ tiếp tục với cổ khoa để mình kết hợp thêm một cái tận lâm sàng. Dạ khác. Chị ơi cho em hỏi ngay chỗ này xíu được không chị? Được. Dạ, ngay chỗ này nếu như mà ở cái lâm sàng của mình là cái tím khi gắng sức á, thì mình có thể xếp nó vô giai đoạn 2 được không chị? Tại vì em thấy giai đoạn 2 là cái giai đoạn mặc dù chưa có cái siêu âm là mình chưa biết cái BVR nó có bằng SVR hay không, nhưng mà mình thấy là tím nó tím khi gắng sức là hai cái đó nó bằng thì nó sẽ gây ra cái sinh 2 triệu là tím khi gắng sức. Vậy thì nếu như mà đúng biện luận tới chỗ đó em có thể xếp nó vô giai đoạn 2 được không chị? Nếu mà nó đã sinh 2 triệu rồi á thì em sẽ thấy cái lưu lượng máu phổi nó không còn lên phà phà như vậy đâu, và bệnh nhân sẽ bớt ho khò khè rất là nhiều, và phổi nó hình như là hầu như không còn ran. Em hiểu không? Hôm nay tức là nhóm cố trình bày chuyên đề cái ca này là nó đang giai đoạn 1 mà nó gần qua giai đoạn 2. Em hiểu không? Dạ em hiểu rồi chị. Tại vì nó vẫn còn cái lưu lượng máu phổi khá là nhiều. Ha, tức là thể hiện bằng cái là khọt khè vẫn còn, thở con lẫm ngực vẫn còn, phổi hiện tại cũng còn đang ẩm, đang ứ động luôn. Ha, và trên X-quang phổi là máu vẫn còn ra ngoài và lên trên rất là nhiều. Vì vậy cái kháng lực nó chưa đủ lớn để mà bằng kháng lực chủ. Ha, và lâu lâu á, nó cái việc cái trigger là cái gắng sức nên nó mới thắng bằng cái kháng lực chủ thôi. Nên là khả năng cao nó vẫn còn ở giai đoạn tăng lưu lượng nhiều hơn là giai đoạn kháng lực nó bằng kháng lực chủ. Hiểu không? Nên dạ. Là chị vẫn nghiêng dạ. Cái nhóm ha. Rồi ok ha. Dạ em cảm ơn chị. Dạ. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp dạ. tục với cái Osire để mình ủng hộ thêm cái chuyện gì, coi có phù hợp và không phù hợp với X-quang và kể cả lâm sàng hồi nãy của mình luôn ha. Rồi mời Khoa. Dạ, tiếp theo sẽ tới phần ECG của nhóm mình do bạn Lam trình bày mọi người. Mời mọi người xem ạ. Xin chào chị và các bạn, em tên là Nhật Lam. Hôm nay em sẽ đại diện nhóm 26 trình bày chuyên đề ECG trẻ em và đọc ECG trong một trường hợp lâm sàng cụ thể. Về trường hợp lâm sàng là bệnh nhân nam 4 tháng tuổi nhập viện vì khò khè, khó thở, tiền sử được chẩn đoán tim bẩm sinh tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 lúc 1 tháng tuổi và mới xuất viện 4 ngày với chẩn đoán viêm phổi trên tim bẩm sinh tại khoa tim mạch Bệnh viện Nhi Đồng 1. Đây là ECG của bệnh nhân.
Về các bước đọc ECG, đầu tiên chúng ta phải kiểm tra hành chính, tên tuổi xem đây có đúng là ECG của bệnh nhân hay không và ngày giờ đo ECG. Bước 2 là kiểm tra cài đặt của máy ECG, thì ở đây tốc độ ghi của giấy là tốc độ chuẩn 25 mm/s. Và biên độ chuẩn là 10 mm/1 mV tương ứng với 10 ô nhỏ, nhưng ở đây do biên độ của các sóng quá cho nên máy đã tự hiệu chỉnh, cho nên khi tính biên độ của các sóng này thì chúng ta phải nhân lên với hệ số tương ứng, ví dụ ở đây phải nhân cho 2, ở đây phải nhân cho 4 và ở đây phải nhân cho 8. Bước 3 là xác định nhịp, thì đạo trình tốt nhất để đánh giá nhịp là D2. Ở đây thì sóng B nó dương ở D1, D2, AVS và sóng B âm ở AVR, và sau mỗi sóng B có một phúc bộ QRS, cho nên đây thỏa tiêu chuẩn của nhịp xoang. Về tính tần số thì phải đầu tiên phải xem là nhịp này là nhịp đều hay không đều, thì nhận thấy rằng khoảng cách giữa các khoảng RR là bằng nhau, cho nên ở đây là nhịp đều. Và với nhịp đều thì có rất nhiều công thức, thì trong đó nhóm chọn công thức là 1500 chia cho số ô nhỏ, thì ở đây là 125 nhịp trên phút. Về trục thì để xác định trục QRS chúng ta sẽ dựa vào D1 và AVF. Ở đây là D1 dương, AVF dương, cho nên trục QRS ở đây là trục trung gian. Về sóng B thì thời gian của sóng B là 0,08 và biên độ của sóng B là 2 mm là bình thường. Về khoảng BR thì khoảng BR ở đây là 0,12 giây là bình thường theo tuổi. Về phúc bộ QRS thì ở đây là chưa tới 2 ô là khoảng 0,07 giây cũng bình thường theo tuổi. Về các tiêu chuẩn lớn thấp thì tiêu chuẩn R trên S ở V1, V2, V5, V6 thì chưa ghi nhận bất thường. Tiêu chuẩn điện thế của sóng R ở D1 và AVL cũng như là sóng S ở D1 nó lớn hơn cái giới hạn trên bình thường theo tuổi, cho nên ở đây ghi nhận có hình ảnh lớn thấp trái. Về đoạn ST thì quan sát trên các chuyển đạo thì đoạn ST không chênh. Về sóng T thì thời gian của sóng T ở đây là 0,2 giây và hình dạng của sóng T bình thường. Về đoạn QT thì đoạn QT ở đây là 0,28 giây và hiệu chỉnh QTC là 0,39 giây cũng là bình thường. Và cuối cùng cảm nghĩ trên ECG này là điện tâm đồ nhịp xoang tần số 125 lần trên phút trục trung gian có hình ảnh lớn thức trái và cần kết hợp với lâm sàng cũng như các cận lâm sàng khác như X-quang và siêu âm tim để có hướng chẩn đoán và điều trị cho bệnh nhân. Cuối cùng em xin cảm ơn chị và các bạn đã theo dõi. Xin chào chị và các bạn, em tên là Nhật Lam. Sau khi mà nhóm mình đọc ECG xong á, thì nhóm mình trình bày rất là nhiều bước, thì có bạn nào có thể tóm tắt lại giùm mình các bước cơ bản để đọc ECG để sau này các bạn có thể ứng dụng khi mà đi lâm sàng được không ạ? Đầu tiên thì mình xin mời bạn Chánh nè. Chào Lam. Thì qua trình bày của Lam thì mình có tóm tắt lại, có không biết được là khi mà đọc một cái ECG thì mình đầu tiên mình phải coi hành chính của bệnh nhân là có đúng cái ECG của bệnh nhân hay không. Tiếp theo là coi cái ECG này có chuẩn chưa. Có cái mắc lộn điện cực hay không, và cái biên độ đo vận tốc đo mình chú ý để lúc mà tính có bất thường gì thì mình tính cho nó phù hợp, mình đổi lại. Đầu tiên thì mình hãy coi là có phải là nhịp xoang hay không, rồi sẽ coi trục, sau đó mình sẽ coi lần lượt là bất thường ở sóng B khoảng BR, QRS và sóng T, đoạn ST. Thì từng cái bệnh lý, từng cái rối loạn sẽ có cái bất thường ở mấy cái thành phần này nó khác nhau. Thì mình cứ coi tuần tự như vậy. Rồi mình cảm ơn bạn Chánh. Còn bạn nào có ý kiến bổ sung cho bạn Chánh không ạ? Mình mời bạn tiếp theo, mình thấy bạn giơ tay là bạn Kim mà. Mình xin tóm tắt lại cái cách đọc cái ECG là
bước đầu tiên là mình phải có cái thông tin của bệnh nhân có đúng không. Còn bước thứ hai là kiểm tra xem là tần cái test milivolt với lại cái tốc độ giấy là bao nhiêu. Rồi tiếp theo đó là mình chỉ cần có 7 cái nữa thôi. Thứ nhất, tiếp cái thứ ba là tần số tim. Cái thứ bốn là sóng P. Cái thứ năm là đoạn PR. Thứ sáu là tức bộ QRS. Bước 7 là ST. Bước 8 là sóng T và bước cuối cùng là QT. Thì nó gồm có 9 bước để mà đọc cái điện tim ở trẻ em. À, cảm ơn bạn. Nãy giờ hai bạn phát biểu thì nó cũng giống giống nhau là lượt qua các bước, nhưng mà mình lưu ý ở đây là mình đang đọc ECG trẻ em thì nó có cái gì khác so với cái ECG người lớn mà mình cần phải lưu ý không các bạn? Cái đó thì cái ở trẻ em thì cái điện tâm đồ nó phải phụ thuộc vào tùy theo cái lứa tuổi của mỗi đứa trẻ. Là bạn có thể nói rõ hơn là tùy theo mỗi lứa tuổi là sao không bạn? Tức là bây giờ cái tiêu chuẩn của ví dụ như trẻ em đi, bây giờ trẻ em từ 1 đến 3 tuổi đi thì cái nhịp tim của nó là khoảng từ 91 đến 158 là bình thường. Còn 3 đến 7 tuổi thì cái nhịp tim của nó từ 90 đến 166. Nó sẽ là thay đổi tùy theo cái độ tuổi, ngay cả cái góc của cái QRS nó cũng có một cái tiêu chuẩn riêng. Ví dụ như là 1-3 tuổi là từ 64 đến 196 độ, còn cái 3-7 tuổi là từ 77 đến 193. Đấy. Nhưng mà không biết, cái này là mình lấy tài liệu của nước ngoài, còn không biết là Việt Nam thì mình không rõ là đọc nó như thế nào để dễ nhớ. Chứ còn nếu mà điện tim đồ trẻ em, nếu mà mình nghĩ nếu mà đọc đúng thì chắc là khó lắm. Dạ rồi, mình cảm ơn bạn. Tiếp theo mời ý kiến của bạn Dũng, thì mình sau khi mà mình đọc ECG thì bạn có góp ý gì trên ca này không? Mình đọc có đúng không hay là bạn có nhận xét gì không? Mình thấy là cái ca này bạn đọc thì tương đối đúng mà. Nhưng mà mình bổ sung cái ý kiến của bạn Chánh với bạn Kim á, thì mình nên bạn Chánh thì mình bổ sung cái bước là đọc test milivolt với lại cái bước là đọc cái tần số nó có đều hay không. Tại vì nếu mình phải xác định tần số có đều hay không mình mới tiếp tục mà tới mình cái bước mình xác định là cái nhịp cái số cái tần số là bao nhiêu. Tại vì nếu mà tần số tim đều á thì mình sẽ tính cách khác, mà không đều sẽ tính cách khác. Rồi mình cảm ơn bạn. Bạn Phước An có ý kiến gì không ạ? Hồi nãy là bạn này có hỏi là cái sự khác biệt trên ECG của trẻ đối với người lớn, thì mình bổ sung là thường là trẻ sơ sinh thì thường có trục lệch phải hơn so với người lớn. Mình cảm ơn ý kiến của bạn. Ngoài bạn Đức Huy có ý kiến à? Theo mình thấy thì cái tiêu chuẩn mà khi mà mình đổi ECG cho em thì cái tiêu chuẩn lớn nhĩ thì nó giống với người lớn, nhưng mà tiêu chuẩn về lớn thấp thì nó phải tùy thuộc vào độ tuổi. Ví dụ như là tỷ số R trên S hoặc là điện thế của sóng R, sóng S. Bạn có thể nói rõ hơn cái tiêu chuẩn lớn nhĩ giống người lớn là mình lấy cái tiêu chuẩn nào không ạ? Mình thấy trong sách ghi thì lớn nhĩ phải thì sóng B nó cao hơn 3mm. Còn lớn nhĩ trái thì thời gian sóng B là lớn hơn 0,1 giây. Là gần giống như là người lớn. Rồi mình cảm ơn bạn. Mời ý kiến tiếp theo của bạn Bích Ngọc ạ. Ngọc ơi. Ngọc ơi, Ngọc chưa mở mic Ngọc ơi. Hello. Nghe Ngọc ơi. Ngọc thấy ở cái ECG này á, có vẻ như là nó giống cái dạng là lớn cả hai thất. Tại vì mình nhìn ở cái biên độ ở V3, V4, V5 á, nhất là cái V3 này là cái biên độ của nó chỉ là 1.25mm, thì mình nhân cho 8 lên thì cái biên độ nó rất là lớn. Cả kiểu như mình cộng cái biên độ QRS lại á, thì nó rất là lớn, có vẻ nó lớn hơn cả 50. Cho nên mình nghĩ
ở cái này là lớn cả thấp trái cả thấp phải luôn. Mình cảm ơn Ngọc tại vì trên cái ECG này không có cái V4 á, chỉ có V1, V2, V3 xong rồi ở dưới lại có thêm V5, V6. Có V5 đúng không? Có V5, V6. Tại vì mình thấy cái V5 cũng cao nè, mà cái đúng V3, rồi. Mình thấy có một cái V3 thì nó nhân lên mình thấy nó cũng cao lắm, nên mình có nghĩ đến hướng đó. Mình cảm ơn ý kiến của Ngọc. Ngoài ra thì các bạn có ý kiến gì về cái phần đọc ECG này không ạ? Và nếu như mà các bạn có thấy cái ECG này có nó có phù hợp với lại cái X quang và cái lâm sàng mà mình khám được không ạ? Các bạn có thể biện luận giúp mình cái này không? Xác định lại cái kết luận của cái ECG, sau đó xong rồi thì mình mới có liên kết với cái lâm sàng và cái X quang hồi nãy. Em gái ha. À dạ. Thì đầu tiên là bạn phải xác định lại thì trên cái X-quang, trên cái ECG này thì là cái kết luận cuối cùng của mình nó có giống như là nhóm mình đầu trình bày không hay là phải bổ sung thêm cái gì nữa. Nha, thì hồi nãy chị thấy cái can, nói chung là chị đầu tiên là phải khen, nói chung là nhóm chuẩn bị khá tốt, trình bày rất là rõ ràng, chiếc slide, cái slide rất là ok ha, thể hiện rất là dễ hiểu trên cái slide của mình ha, về cái cách thức đọc, về cái kết quả ha. Rồi bây giờ tới cái thứ hai là cái kết quả nó có cần phải bổ sung gì hay không thôi ha. Thì chị thấy có một cái ý kiến là của đầu tiên á, là rất hay là các bạn cần phải xác định rõ ràng là cái ECG ở trẻ em nó sẽ khác gì so với một cái ECG người lớn ha. Là hồi nãy một bạn nam có ý kiến đó, bạn nam nào đó, là rõ ràng là các bạn sẽ thấy là một cái ECG ở trẻ em á, nó sẽ bất cứ cái gì ở trẻ em á, các bạn sẽ thấy một cái đặc điểm không bao giờ tách rời được, đó là phải theo tuổi. Thì cái ECG ở trẻ em, nó mọi cái thông số của nó cũng phải được xác định theo tuổi luôn. Thì giống như là nhịp tim, tần số, nhịp xoang, tần số là bao nhiêu lần một phút, thì nó có phù hợp theo tuổi hay không? Nó có cái bảng theo tuổi. Rồi ngay cả cái chuyện mà trục của một cái ECG ở trẻ em á, nó không đơn giản là nó nằm giữa 0 tới 90 độ, lấy dụ mà dương dương đi là nó trục trung gian, cái đó là trục trung gian của mình đọc trên điện tim, nhưng mà nó có phải là trục trung gian phù hợp với cái tuổi của em bé hay không là cái chuyện khác. Chỉ cần nhấn mạnh cái chuyện đó, các bạn hiểu ý gì không? Tức là bình thường ở người lớn mình chỉ cần nằm là trong cái khoảng từ 0 cho đến 90 độ, tức là D1 dương, AVF âm là nó là trục trung gian. Nhưng mà đó là trục trung gian của cái theo cái hướng điện tim thôi. Nhưng mà đối với tuổi của em bé, cái đó có phải là trục trung gian của nó hay là nó là trục lệch phải hoặc là trái so với cái trục bình thường của tuổi của nó? Chị điển hình như là trục ở sơ sinh đi. Ở sơ sinh thì trục nó sẽ lệch phải hơn chút xíu, trục trung gian của nó sẽ lệch phải hơn chút xíu với đối với trục trung gian của trẻ lớn. Vì vậy nếu mà nó lệch phải rất nhiều thì nó mới là lệch phải của cái đứa ở trẻ sơ sinh. Các bạn hiểu không? Ha, thì cái đó mình cần phải xác định rõ cái đó, thì nó có cái bảng ở trên theo tuổi của từng trục ha. Là cái nhấn mạnh thứ nhất. Cái thứ hai nữa là mọi thông số đó trên cái ECG của mình đó, nó hơi phức tạp so với người lớn, là các bạn phải tra theo tuổi, theo bảng giống như là bạn đã tra sóng ếch ở đây đó. Thì chính xác là như vậy. Các bạn phải tra theo từng chuyển đạo và theo từng nhóm tuổi khác nhau. So với người lớn thì người lớn chỉ có một thông số, đôi khi có một thông số trên một chuyển đạo thôi. Nhưng trẻ em có rất nhiều thông số theo tuổi trên những chuyển đạo đó. Nên các bạn lưu ý hai vấn đề đó. Thứ nhất là nó sẽ trục bản thân nó sẽ thay đổi theo tuổi. Thứ hai là những cái thông số khác nó cũng thay đổi theo tuổi, theo từng các chuyển đạo. Rồi, đó là cái cần lưu ý ở trẻ em ha. Còn vấn đề thứ ba ở cái ECG này, đó là các bạn sẽ thấy trội là lớn thất trái đúng không? Các bạn thấy là cái thông số đang ủng hộ lớn thất trái. Tuy nhiên có bạn đang đặt ra vấn đề là cái này có lớn thất phải hay không? Thì các bạn có thể show lại cái hình ảnh ECG trên cái này để các mình phân tích thực sự là cái này nó có lớn cả hay thất không. Tại vì rõ ràng á, lâm sàng là ủng hộ tim phải nha, X-quang đang ủng hộ cả hai tim ha. Vậy thì ECG này nó ủng hộ hai tim hay là chỉ ảnh hưởng tim trái? Thì các bạn phải lưu ý kỹ lại.
thì ngoài cái chuyện tim trái mình đã confirm rồi thì mình sẽ bỏ qua. Bây giờ mình thử tìm những cái dấu hiệu lớn tim phải như một bạn nào đã đang phân tích. Thì các bạn sẽ thấy nè, tim phải thì mình sẽ coi những cái chuyển đạo bên phải, R cao ở những chuyển đạo bên phải và sóng S sâu ở những chuyển đạo ngược lại. Vậy thì trên cái ECG mình, những chuyển đạo nào là bên phải, những chuyển đạo trước tim bên phải thì có là gì? Bạn nào thử phân tích trên ca này coi những cái dấu hiệu nào lớn tim phải, ảnh hưởng lớn tim phải trên ECG trên ca này. Thì mình sẽ coi sóng R ở V1, V2 có cao hay không? Và S sâu đúng không? Thử các bạn Kim, chị mời Kim. Kim thử nói trên ca này coi ECG thì sao? Có ảnh hưởng tim phải không? Có lớn tim phải không? Dạ, theo em là cái đầu tiên là muốn chỉnh cái tiêu chuẩn để mà tăng gánh thất bại ở trẻ em á, thì nó có đúng một cái duy nhất là tê dương ở V1 hoặc V2 là từ dành cho trẻ từ 7 ngày đến dưới 7 tuổi là áp dụng vô cái công thức đấy. Với lại nữa là tại vì cái quả tim em bé nó bình thường đó là nó cũng đã hơi lệch phải một tí xíu rồi đó, nên nó cũng bị nhiễu bởi cái yếu tố đó. Còn cái thứ ba cuối cùng nữa là cái này cần phải có kinh nghiệm coi nhiều cái ECG của bệnh tim phát đấy, bệnh tăng cánh thất bại rồi thì mới có thể nhìn nó mới chắc chắn hơn được. Để anh Kim hết. À, các bạn cho rồi, cảm ơn Kim nhé, cho chị cái X-quang ở cái ECG lên chút xíu. Thì bây giờ mình thử xét thử từng tiêu chuẩn một của một cái ca, một cái lớn phải ha các bạn ha. Thì các bạn sẽ thấy có một cái dấu hiệu gợi ý ngày đầu tiên là của cái trục đó, cái trục của mình á, bình thường á, một cái ca mà lớn thất trái thì thường nó trục sẽ là trái, lớn thất phải thì trục sẽ là phải, lớn cả hai thất thì đôi khi trục sẽ về trung gian. Nên là cái ca này của mình thấy là có lớn thất trái, tuy nhiên trục của mình nó đang là gì? Trục trung gian ở cái lứa tuổi là 4 tháng tuổi. Thì đôi khi nó sẽ có thể có cái lớn thất phải mà mình bị sót ở đây không ha. Thì các bạn sẽ thấy là bây giờ giữa sóng R ở V1, V2 là đại diện bên phải ha các bạn ha. Thì các bạn sẽ thấy R V1, V2 với cái test millivolt của mình, các bạn sẽ thấy là 1.25 đúng không? Vậy thì R, chỉ giả sử R V2 đi, các bạn sẽ đọc là nó có 4 ô nhỏ nè. Thì nhân cho 8 lần, 1.25 thì mình phải nhân 8 lần lên. Vậy thì 4 mà nhân cho 8 là khoảng tầm 32. Thì các bạn sẽ xem lại cái bảng theo tuổi và R ở V2 mà 32 thì nó có dấu hiệu là gợi ý của lớn thất phải hay không ha. Kết hợp với các bạn sẽ thấy nè, cái phần mà V3 và V4 của mình đó, nó có V3 thôi, mình thấy V3 thì có dấu hiệu mà trực tiêu R và S nó gần như tương đương nhau, những cái chuyển đạo chuyển tiếp đó. Thì liệu ca này có ảnh hưởng cả hai tim hay không ha, mình tức là ca này có thể là cộng trừ lớn thất phải nữa đó các bạn ha, có những cái dấu hiệu rất là gợi ý ha. Còn tuy nhiên rõ ràng thì nó chưa đủ, nhưng mà theo chị là mình có thể tra cái R cao ở V2 được rồi đó. Thì cái ca này theo chị nói là lớn thất trái rõ đó, nhưng mà phải cộng trừ lớn thất phải cho nên ECG này nha, với những cái lý do chị đưa ra nha. Vậy thì ca này mình là trục chung, nhịp son ha, đều ha, tần số là tầm khoảng 130 lần trên phút ha các bạn ha. Rồi trục trung gian lớn thất trái cộng trừ lớn thất phải thì mình sẽ kết hợp với nhiều cận âm sàng nãy giờ của mình. Thì bây giờ các bạn sẽ thấy là với cái kết quả của ECG nè, X-quang nè, lâm sàng nè, thì rõ ràng ECG mình đang ủng hộ cái X-quang của mình nó là lớn cả hai thất ha. Kết luận của mình có thể là ca này có thể nghiêng về là lớn cả hai thất ha. Trên ECG mình không có thể hiện được cái chuyện là có tăng máu lên phổi hay là cái cao phổi gì hết, nên là nó chỉ có ủng hộ là tim nào bị ảnh hưởng thôi ha. Thì mình bổ sung về mặt lâm sàng và cận lâm sàng như vậy. Rồi thì với những cái gì về mặt lâm sàng nè, sau khi đọc X-quang và ECG thì bây giờ các bạn thử biện luận cái này với bước thứ 5 của mình
là tật tim nằm ở đâu. Sau khi mình có tất cả các cận lâm sàng là X-quang và ECG rồi đó, các bạn thử xem là các bạn biện luận cho chị ca này là tật tim nằm ở đâu với cái âm thổi là 3/6 âm thổi tâm thu liên sườn 4 cạnh nước trái. Rồi thử xem, chị mời Giang. Dạ chị, thì trên bé này thì lúc đầu thì là lúc mà mình xác định là tim bẩm sinh không tím, thì nếu mà tim bẩm sinh không tím thì mình có thể nghĩ là cái tím này có thể là do bệnh, do tật tim mà có sinh, thì có thể là sinh nó chưa có chuyển đạo là sinh trái phải, hoặc là một cái bệnh gì đó mà không có sinh mà liên quan đến tim, như là mấy cái bệnh mà van tim hay là mấy cái bệnh mà gây tắc nghẽn, mà gây tắc nghẽn ấy chị. Nhưng mà cái bước 2 thì mình có xác định là cái có tăng lưu lượng máu lên phổi á, thì cái nguyên nhân mà do cái bệnh lý mà van tim hay là bệnh lý tắc nghẽn không có sinh đó thì mình ít nghĩ hơn, nên là xác định là bệnh nhân này là tim bẩm sinh không tím và có sinh, thì là sinh này sinh trái phải, nên là mà có sinh trái phải thì có thể nghĩ do các bệnh như là BDA hoặc là thông niên thấp, thông niên thấp và thông niên nhĩ. Còn cái kết quả cận lâm sàng mà có cái X quang với lại cái ECG thì cũng nghĩ nhiều là ảnh hưởng tới tim trái, nhưng mà chưa có loại trừ được là có ảnh hưởng tới tim phải hay không, thì mình vẫn cái chưa có loại trừ được cái nào trên hết. Nhưng mà cái lâm sàng là có cái âm thổi tâm thu á, thì âm thổi tâm thu này là cái vị trí chị nói hồi nãy là có thể là vị trí của mắt thường của văn ở của bắc liên thất, nên là mình nghĩ nhiều là cái đưa cái VSD nó lên đầu. Cái thứ hai nữa là cái hồi nãy máy thiếu là có thể là có kênh nhị thất, tại vì có kênh nhị thất nó có cái cả cái VSD với ASD luôn, thì cái kênh nhị thất sẽ là đưa thứ hai, và cái cuối cùng là cái BDA thì là ít nghĩ hơn. Dạ, tới đó với chị, tại vì cái nó còn chưa có rõ nên là em không biết là giữa ba cái này cần có cái gì để nghĩ nhiều hơn. Rồi, chị cảm ơn Giáng ha. Rồi, ý kiến dạ. Thêm một bạn, vài bạn. Mời Thái Bình. Dạ em chào chị. Dạ thì ở cái bệnh nhân này thì em thấy thứ nhất là bệnh nhân có được mình những cái bước ở trên thì mình đã nói là bệnh nhân là tim bẩm sinh không tím, và thì mình sẽ có các cái mình có cái tuần hoàn phổi của bệnh nhân là tăng lưu lượng máu lên tuần hoàn phổi, thì mình sẽ nghĩ nhiều đến ba bệnh, thứ nhất là thông niên nhĩ và còn ống động mạch. Thì ở bệnh nhân này ở trên X quang thì mình có xác định được là có thể có lớn thất trái hoặc là lớn thất phải kèm theo. Ở trên ECG thì nãy chị cũng xác nhận là đã có một cái lớn thất trái rõ và có một cái lớn thất phải kèm theo, thì em nghĩ là ở đây mình có thể xác định là nó có thể có lớn cả hai thất. Thì em nghĩ nhiều đến là thông niên thất hoặc là còn ống động mạch. Nhưng mà ở trên lâm sàng thì mình thấy có cái âm thổi tâm thu ở liên sườn 4. Cái âm thổi này em nghĩ nhiều tới là thông niên thất, đặc biệt là ở bệnh nhân này khi bệnh nhân hoạt động nhiều thì có cái cơn tím, thì có thể là có tăng kháng lực phổi nữa, tăng kháng lực phổi dẫn đến việc là khi mà bệnh nhân hoạt động nhiều có cái yếu tố đó thì bệnh nhân sẽ lên cái cơn tím, do cái chiều xong nó sẽ chuyển từ phải sang trái. Dạ em hết ạ. Cảm ơn Bình nha. Rồi thêm một ý kiến của một bạn khác thử xem. Hết rồi à? Nhật Minh.
Chị mời Nhật Minh thử biện luận cái này xem. Dạ thưa chị, là em bình luận ca này là thứ nhất là như này các bạn có đề cập thì ca này mình xếp lại do là một cái tim bẩm sinh không tím và tăng lưu lượng máu lên phổi, thì ba cái mà mình đã được học và thấy thường gặp đó là có là thông liên nhĩ, thông liên thất và còn ống động mạch. Thì đối với cái ca này á, thì mình cộng thêm cái lâm sàng mình khám thấy đó là một cái âm phổi ở cạnh cái lâm ở liên sườn 4 cạnh đứt đòn trái, thì mình nghĩ nhiều đến là có thể là có hai cái trường hợp xảy ra, thì một có thể là do một cái ở cái hở van ba lá, hai là có thể một cái luồng sơn bất thường ở cái vách liên thất đó. Thì mình bắt đầu mình còn hai cái chẩn đoán mình nghĩ tới đó là thì có thể mình đưa cái chẩn đoán thông liên thất lên hơn một tí, rồi kết hợp thêm những cái cận lâm sàng mình đưa ra thì mình thấy là ít quang thì mình có là lớn cả hai thất và điện tâm đồ thì lớn thất trái cộng trừ lớn thất phải, thì em thấy là cái có thể là phù hợp với lại một cái thông liên thất, phù hợp với một cái thông liên thất trên bệnh nhân này, và nó đang ở giai đoạn bắt đầu có biến chứng của tăng áp phổi là ở giai đoạn đầu thôi, là khi mà bệnh nhân gắng sức á, thì bắt đầu có sân nó từ phải qua trái và nó làm bệnh nhân hơi tím, và nó tim phải bắt đầu nó hơi to ra do cái tình trạng bắt đầu tăng áp phổi ở bệnh nhân này. Còn cái thất trái nó to lên là do thì cái bệnh sinh của cái thông liên thất thì nó sẽ ảnh hưởng đến tim trái đầu tiên. Dạ. Yeah. Em xin hết chị. Rồi, ok hết Nhật Minh ha. Rồi. Yeah. Bạn nào còn ý kiến nào nữa không? Bây giờ chị sẽ mời một bạn khác mà không giơ tay nha, thử xem những bạn hồi nãy giờ bạn mấy bạn giơ tay rồi thì bây giờ chị sẽ mời một bạn khác. Chị mời bạn Hồng, Nguyễn Văn Hồng. Dạ em nghe chị ơi. Mời Hồng biện luận cái này giùm chị. À. Rồi, sao không cứ biện luận đi Hồng, mình đã học nhiều rồi đúng không? Thì em tập biện luận một ca lâm sàng đi chứ. Như ca này đầu tiên là nó không tím đúng không? Nó là phải là tim bẩm sinh không tím rồi đúng không? Dạ. Yeah. Thì khi mà nó không tím như vậy thì như những cái bạn khác nói thì nó sẽ có hai cái nhóm tim, đó là một cái nhóm mà có xanh, một cái nhóm là có tắc nghẽn không có xanh ha. Thì cái ca này của mình nó thuộc về cái nhóm có xanh, lý do là mình có tăng lưu lượng máu lên phổi nên là nếu mà có xanh mà không tím nữa thì ca này của mình là xanh trái phải ha. Thì khi mà có nói là nhóm không tím mà có tăng lưu lượng máu lên phổi rồi thì nó sẽ có chia thành hai nhánh, một nhánh là ảnh hưởng chủ yếu lên thất trái hoặc là cả hai tim, và một nhánh còn lại là ảnh hưởng tim phải. Thì ca này của mình nó sẽ nằm thuộc cái nhánh là lớn chủ yếu thất trái và có thể ảnh hưởng cả hai tim nếu có biến chứng. Thì trong cái nhóm này của mình nó sẽ có những cái bệnh lý nào hả em trai? Trong cái nhóm mà lớn thất trái là chủ yếu hoặc có thể là lớn cả hai thất nếu có biến chứng thì có những cái bệnh lý nào có thể có những cái nhóm này nằm ở khu vực này hả không? Yeah. Những cái bệnh nào em học mà ảnh hưởng tim trái đâu, học có 4 bệnh tim thôi đúng không? Nhưng mà thật ra mình có nhiều bệnh lý lắm nha các bạn, chứ không phải là 4 bệnh tim này thôi. Nên là cái nhóm này á, những cái bệnh tim mà em học, tim ca nào ảnh hưởng tim trái? Hồng, thông liên thất nè, thông liên nhĩ nè, còn ống động mạch nè, tứ chi pha lô. Dạ, thông liên thất. Thông liên thất là một rồi, ảnh hưởng tim trái. Vậy ca này có thể là thông liên thất không? Có thể không? Có ha, tại vì ca này lớn dạ, thất trái mà. Rồi, gì nữa? Ảnh hưởng tim trái nữa. Em nghĩ là TOS. TOS ảnh hưởng tim trái, rồi. À, BDA. BDA ha. TOS là ảnh hưởng tim phải nha không? Dạ. Rồi, thì các bạn sẽ thấy là
cái chuyện mà nó lớn thất trái là chủ yếu hoặc là lớn cả hai thất, thì cái nhánh bên đây của mình nó sẽ bao gồm là có những cái bệnh lý là thông niên thất nè, còn ống động mạch nè, kênh nhĩ thất nè, hay là những cái nhóm bệnh lý mà nó thuộc cái nhánh là không tím, có tăng lưu lượng phổi, tức là gợi ý đó là sinh trái phải, và lớn thất trái là chủ yếu, có thể là lớn cả hai thất, thì mình sẽ có bao gồm những cái bệnh lý đó. Chứ không phải là mình chỉ học có 4 bệnh nên là mình chỉ còn có 2 bệnh là VSD và VDA nha các bạn. Hai mình không có bị ngừng quận vậy. Thì cái nhánh này mình sẽ còn là VSD, BDA và kênh nhĩ thất. Rồi. Vậy thì làm sao mình để phân biệt ba cái bệnh lý này nè các bạn. Rồi, cảm ơn Hồng nha. Hồng về nhà phải cố gắng hơn tí xíu nữa nha Hồng. Dạ. Rồi. Mời Nhật Minh. Bây giờ giữa ba cái bệnh lý này trên ca này em biện luận thử tiếp cho chị. Là mình sẽ nghĩ nhiều tới bệnh lý nào? Là nãy mình nói là mình còn thông liên thất với ống cổ, ống động mạch với lại kênh nhĩ thất đúng không chị? Đúng rồi, nó thuộc cái nhánh là không tím, tăng máu lực phổi và chủ yếu là lớn thất trái đó. Ca này của mình là chủ yếu là lớn thất trái nha. Có thể là lớn thất phải là do cái cáo phục thôi. Nhưng mà cái chuyện mà nó là ảnh hưởng là tim trái là chủ yếu rất trội nha. Thì vậy là có 3 bệnh đó là VSD, BDA và kênh nhĩ thất. Thì làm sao để em biết trên cái này em nghĩ số 1 là gì, số 2 là gì và số 3 là gì với chẩn đoán sơ bộ và chẩn đoán phân biệt. Dạ, thì chị, là cái số 1 của em nghĩ là đầu tiên là cái thông liên thất và còn hai cái và lý do là thứ nhất là nãy mình đã có bình luận phía trên đó, mình nghĩ đến cái thông liên thất đầu tiên là thứ nhất là mình nghe được cái âm thổi ở cạnh liên sườn 4 ức trái là vị trí liên thất đúng không? Dạ. Rồi. Cái BDA và cái ASD thì sao? Dạ, cái BDA là mình có thể loại được cái BDA luôn bởi vì mình không có nghe được âm thổi của nó tại ở phía dưới của cái bên cái ức đoạn bên dưới cái xương đòn bên trái hoặc là liên xương hai trái thì mình không có âm thổi tại vị trí đó thì mình có thể ít nghĩ tới. À, có thể mình không có thể là loại nếu mà cái âm thổi mình nghe chính xác. Tức là nếu mà âm thổi mình nghe chính xác là cái vị trí là liên sườn 4 cạnh nó trái mà mình không phải nghe lệch lên trên á. Thì chắc chắn cái đó không thể là BDA được. Nếu mà chính xác là loại luôn. Còn nếu mà mình nghe cái âm thổi đó mình không chính xác là mình không biết ở trên hay ở dưới của cái cạnh nước trái á thì ok, đôi khi nó là BDA nhưng mà mình ít nghĩ hơn một chút xíu. Hiểu cái gì không? Nên là mình sẽ cho BDA ở cuối cùng. Đó là vị trí số 3 đi, ví dụ đi ha. Còn AVSD thì sao? Cái AVSD thường là em thấy nó cái kênh nhĩ thất thì thường là em nghĩ thường nó sẽ có bất thường luôn cái thông liên nhĩ tiên phát, lỗ tiên phát thì mình có thể thường nó sẽ xuất hiện ở cái tim thải đầu tiên. Nhưng mà em thường ảnh hưởng đến cái đối với cái bệnh tật kênh nhĩ thất thì thường nó ảnh hưởng đến tim phải đầu tiên hơn là so với cái tim trái ấy chị. Mà trong khi đó ở ca bệnh này thì không cái không có đúng rồi. AVSD nó cũng ảnh hưởng tim trái chủ yếu, nó ảnh hưởng cả hai tim luôn nhưng mà chủ yếu vẫn là tim trái trội nha. Chứ không phải là ảnh hưởng tim phải trội do nó có thông nhĩ đâu. Hiểu không? Rồi bây giờ cảm ơn Minh, nói chung biện luận cũng khá tốt rồi. Chị sẽ xem ý kiến của một vài bạn khác nữa ha. Chị mời Thái Bình. Dạ, thưa chị là em cũng đồng ý với lại cái sắp xếp mà bạn Trung Minh đề ra. Thứ nhất là mình sẽ có cái em sẽ đưa cái VSD lên đầu, sau đó đến AVSD và cuối cùng là VDA. Tại vì thứ nhất đó là ở cái em đưa cái VDA VSD lên đầu tại vì nó có cái âm thổi thanh thu ở liên sườn 4 cạnh nút trái thì nó nghĩ nhiều đến cái thông liên thất. Thứ hai là cũng không thể là loại trừ được việc ABSD mà không ít nghĩ đến BDA tại vì thứ nhất là trên lâm sàng thì mình sẽ không thấy được cái triệu chứng như mạch nảy mạnh chiều nhanh hay là cái hiệu ép mạch nảy mạnh chiều nhanh của trẻ, rồi trẻ không có tiếng ở tiếng chuyên biệt như là tiếng chân, tiếng hai chân thì mình đặc biệt là ở trên trẻ này khi mà người nhà khai là trẻ đã có những cái cơn tiếng mà khi mà trẻ kích thích quấy khóc, cho nên là
Em cũng không nghĩ nhiều tới, với lại là mình cũng chưa có nghe được cái âm thổi ở cái dưới đòn trái. Rồi ok, cảm ơn Bình, nhưng mà chị chỉnh Bình chút xíu nha. Tại vì vấn đề là nói chung là biện luận cũng khá là tốt á Bình ha. Nhưng mà vấn đề là một số cách dùng từ ngữ của mình nó hơi phải chính xác một chút xíu. Thứ nhất là về cái vấn đề mà DA á, em ít nghĩ nó hơn thôi. Lý do là những cái lý do em nói nhưng mà em không thể loại được hẳn. Và cái thứ hai nữa là không phải BDA nào nó cũng có mạch nảy mạng chìm nhanh. Không phải BDA nào nó cũng có tiếng chuyên biệt để mà mình lấy cái chữ tiếng chuyên biệt đó để mà mình phân biệt với VSD được. Mình hiểu ý chị không? Tức là có những cái BDA nó không có tiếng chuyên biệt, nó chưa có giai đoạn nặng mà lấy gì nó có tiếng chuyên biệt. Hiểu không? Nên là vì mà mình lấy một cái ca mà nó có tiếng chuyên biệt để mình nói là này là BD thì nó không có đúng lắm ha. Chừng nào mà nó giai đoạn mà cáo phổi nặng rồi á thì rõ ràng ok nó có tiếng chuyên biệt, mình sẽ thấy rõ giữa tay và chân nó có độ trên nhất định ha. Còn ca này nó mới có giai đoạn đầu của cáo phổi thôi, nó chiếm, nên là cái chuyện mà mình lấy cái tiếng chuyên biệt để phân biệt hai cái này á nó khó mà nó không có phân biệt được nhiều. Cái thứ hai nữa là cái ý của em là cái nào chị cần nhắc lại đi. Cái BDA cũng như những dấu hiệu ngoại biên khác á, là không phải lúc nào nó cũng có để mà mình phân biệt. Phải là BDA lớn kìa thì nó mới có nạch mảy nặng chìm nhanh, nó mới có cái độ trên hiệu áp nếu ở trẻ lớn, hiểu không? Nên là những cái BDA hoặc trung bình đôi khi nó đâu có những cái dấu hiệu ngoại biên, thì lý do đó mà mình ít nghĩ BDA hơn VSD thì nó lại không hợp lý. Hiểu ý chị em? Tức là khi mà có những cái dấu hiệu ngoại biên thì ok, trên ca này mình nghĩ nhiều cái BDA hơn là VSD thôi, chứ không phải là không có nó thì mình nghĩ đó là VSD được. Ok không? Dạ em hiểu rồi, em cảm ơn chị. Rồi ok ha Bình ha. Rồi chị mời thêm một bạn khác thử biện luận nha. Chị mời Quang Nghĩa. Dạ thì em đồng ý với cái phần biện luận của bạn Dung Minh về cái VSD với cái BDA ấy, thì em chỉ muốn bổ sung thêm một cái phần biện luận cần gì thất ABSD thôi ạ. Ok, là mình nghĩ thử biện luận thêm giữa cái ABSD và VSD. Dạ, thì ở trên cái trường hợp này thì em không nghĩ tới em bắt chỉ tới ABSD, tại vì thường cái ABSD nó sẽ có biểu hiện là âm thổi tâm thu, nhưng mà thường nó sẽ là ở những cái bé nữ và thường là có cái bệnh lý về nhiễm sắc thể như bệnh lý như là bệnh đau, thì ở bé này là của mình là bé nam và nó không có biểu hiện của bệnh đau cho nên là em không nghĩ tới. Tức là em loại, em nghĩ ít nghĩ về vì liên quan là nó thường là nó kết hợp với đau, còn dành ca này nó không có đau. Dạ, thường là bé gái. Thường là bé gái nữa đúng không? Rồi ok. Tức nhưng mà nó cũng không hẳn là, tức là mình ít nghĩ hơn thôi chứ mình không thể loại được cái AVC trên trường hợp này luôn ha. Tức là nó vẫn có ABSD nhưng mà mình phải nghĩ cái ABSD nhiều hơn thôi nha. Rồi cảm ơn Nghĩa. Nghĩa có thể ghi cái ý kiến của mình. Thêm một cái ý kiến khác thử xem. Chị mời bạn Bùi Văn Khải. Dạ thưa chị là em thì cái đầu tiên là em nghĩ đến nhiều nhất là thông biên thất, thì cũng như biện luận của bạn Chu Minh với lại các bạn ở trên hồi nãy. Tiếp theo là cái BDA em không có, em ít nghĩ tới là vì cũng giống như bạn Chu Minh hồi nãy là cái âm thổi ở cái phần mà dưới đòn á thì mình không có nghe rõ, mình không có nghe được cho nên là em ít nghĩ. Còn em bổ sung thêm một cái kênh nhĩ thất là vì nếu mà cái biểu hiện lâm sàng của bé ít ít nghĩ tới kênh nhĩ thất, tại vì kênh nhĩ thất em nghĩ em đọc thì em thấy nó thường có kèm những cái như là lồng ngực biến dạng. Với lại là khi mà cái ECG của nó khi mà mình phân tích thì có khả năng nó có xuất hiện nhiều cái block nhĩ thất hoặc là block nhánh. Với lại cái X-quang của nó cũng không có cái hình ảnh gù lưng do cái giãn nhĩ phải nữa, cho nên là em không có nghĩ nhiều tới lại là kinh nhĩ thất. Nhưng cũng có ý đó, nhưng mà vấn đề nó hơi nó cũng không có gọi là dễ phân biệt lắm giữa hai cái việc này, hiểu không? Tức là những cái mà em ra nó nhỏ nhỏ để mình có thì mình sẽ nghĩ thằng ASC nhiều hơn tí thôi ha. Rồi cảm ơn em trai. Rồi chị thử ý kiến của một bạn, sẽ coi Công Minh. Chị mời Công Minh.
Dạ thưa chị là em có em có ý là ngoại trừ những cái mà về dấu hiệu á, về trên lâm sàng á, thì mình nếu mà trong những trường hợp mà những cái chẩn đoán mà khó để có thể phân định được á, thì mình có thể dựa vào cái tần suất thường gặp của cái thật tìm đó để mình đưa lên đầu hay là đưa lên chẩn đoán là sẽ đưa lên đầu hay là đưa để phía sau được không ạ? À, em có thể dựa vào tần suất đúng không? Rõ ràng là VST là thường gặp nhất đúng không? Dạ, em bổ sung. À, dạ. Rồi, okay. Tần suất là rõ ràng là trong tất cả các bệnh tim bẩm sinh luôn thì VST là có tần suất cao nhất, tức là thường gặp nhiều nhất luôn. Rồi. Ok, mình ghi cái ý kiến thêm của mình ha. Thử xem còn bạn nào có ý kiến gì khác để phân biệt giữa ba bạn này, do ba cái bệnh lý này không? Mời Mỹ Giang. Dạ chị, thì cái VSD á, thì em cũng nghĩ giống mấy bạn miền Nguyễn hồi nãy, thì em cũng đưa lên đầu, thứ nhất là do tần suất, thứ hai nữa là các triệu chứng của nó trên lâm sàng và trên cái các lâm sàng nó đang hồi hộp nhất, em sẽ đưa lên đầu. Còn cái kênh nhị thấp đó thì đọc được đó là nó nghĩa là kênh nhị thấp nó sẽ gồm ba cái tập là thông liên nhị, thông liên thấp với lại cái bất thường với vòng van nhị thấp đó. Thì em nghĩ cái này nó bao gồm cả cái thông liên thất, nên là mình không có mà cái thông liên thất em đưa lên đầu, nên là em sẽ đưa nó thứ hai, tại vì nếu mà cái thông liên thất có gì thì nó sẽ có cái đó luôn. Nhưng mà nó có một cái là nó có bất thường vòng van nhị thất, thì lúc mà mình nghe trên lâm sàng mình sẽ nghe được cái âm thổi của cái thở van ba lá, nên là em muốn nói chung là cái khám của mình nó phải chắc để mình phân biệt được hai cái này. Còn cái BDA thì em sẽ để cuối cùng, tại thường BDA nó sẽ nói chung là cũng giống mấy bạn nói nãy là nó sẽ có âm thổi liên tục, với lại nói chung là triệu chứng nó không có ủng hộ nhiều so với hai cái trên, em sẽ để cuối cùng. Rồi cảm ơn Giang. Rồi ok hết các bạn ha. Thì cái ca này á, là mình đã đi theo cái hướng là rõ ràng nó là tim bẩm sinh không tím, rồi sau đó mình sẽ theo cái nhánh là có tăng lưu lượng phổi. Cái nhánh tăng lưu lượng phổi mình nó sẽ có hai nhánh nhỏ nữa, trong đó có một nhánh là lớn tim trái thất trái là chủ yếu, hoặc là lớn cả hai thất. Thì cái trong cái nhánh đó mình sẽ có những cái bệnh lý mà mình cần phải phân biệt với nhau trong nhánh này, thì cái bệnh nhân của mình nó nằm thuộc trong cái nhánh này, đó là có VSD, BDA và AVSD. Thì về mặt lâm sàng á, các bạn sẽ thấy là ba cái bệnh lý này nó đều ảnh hưởng tim trái, thì mình khỏi bàn là những cái giống nhau mình không có bàn được để mình phân biệt ba cái này. Thì tuy nhiên trong ba bệnh lý này về mặt lý thuyết thì BDA là một bệnh lý sinh ở ngoài tim, AVSD và VSD là bệnh lý sinh ở trong tim, và AVSD nó còn thêm một cái bất thường gối nội mạc nữa nha. Nên là rõ ràng thì nếu mà một cái ca này nó có dấu hiệu ngoại biên thì ok, mình sẽ nghĩ cái BDA lên hàng đầu, còn ngược lại mình sẽ nghĩ hai cái bệnh lý sau, đó là AVSD và VSD. Thì cái ca này của mình nó thuộc về gì? Không có thấy dấu hiệu ngoại biên gì hết nha. Thì ok, cộng với cái âm thổi nó khá là phù hợp với điển hình của VSD nữa, nên là số 1 của mình và số 1 cái nhóm của mình đó là VSD và AVSD là hàng đầu, BDA mình sẽ để vị trí kế. Rồi đó là mình tách thành hai nhóm rồi đó, là AVSD, VSD và BDA. Rồi BDA phía dưới. Rồi bây giờ giữa VSD và AVSD thì sao? Hầu như nó gần như là trên lâm sàng rất khó là chẩn đoán phân biệt. Tại vì rõ ràng AVSD và VSD nó đều có thông liên thất hết. AVSD thì nó cái kênh nhị thất thì nó có thêm thông liên nhĩ và bất thường gối nội mạc thôi. Thì cái thông liên nhĩ thì cơ bản mình vẫn không nghe được âm thổi tại vị trí thông liên nhĩ, nên là mình sẽ lâm sàng mình cũng sẽ khó phân biệt hai cái đó. Thì có cái khả năng đầu tiên, thứ nhất là về tần suất thì cái VSD mình gặp nhiều hơn. Cái thứ hai nữa là về diễn tiến. Về mặt diễn tiến thì AVSD, một cái đứa mà AVSD á, thì diễn tiến nó nhanh và nặng nề hơn một cái đứa VSD. Nên là về mặt diễn tiến ca này á, là 4 tháng tuổi, nó chưa có mức độ biến chứng nhiều, như ca này chỉ thấy là có cáo phổi thôi, chưa thấy suy tim hay là cái gì khác. Nên là ca này nếu mà chuẩn đoán số 1 của mình vẫn là VSD, không loại trừ được AVSD và cuối cùng mới là BDA. Ok ha các bạn ha. Nên các bạn sẽ thấy là về nhiều cái mình tổng hợp lại thì rõ ràng cái chuẩn đoán số 1 của mình là VSD là phù hợp nhất, là nó có
những cái dấu hiệu trên lâm sàng và phù hợp với cái âm thổi đặc hiệu của nó là âm thổi tâm thu liên sườn bốn cạnh trái. Liên âm thổi này là 3/6 nha. Rồi âm thổi đặc hiệu của VST mình sẽ lấy ra ca này là một cái âm thổi dạng tràng nha các bạn. Ca này là một ca thực tế là một cái âm thổi tâm thu 3/6 dạng tràng lan ra xung quanh nha. Rồi thì để mà chuẩn đoán xác định trên ca này thì mình sẽ cần cái siêu âm tim nha. Thì cái siêu âm tim thì chị sẽ sơ cho các bạn cái siêu âm tim mà các bạn thử phân tích cái siêu âm tim nó phù hợp hay không phù hợp với chuẩn đoán sơ bộ của mình nha. Và chuẩn đoán sơ bộ của mình là VSD, biến chứng của nó là có chưa, là có rồi, có cao phổi với lâm sàng là T2 mạnh và nãy giờ mình phân tích rồi đó nha, chưa thấy biến chứng suy tim. Ca này có dấu hiệu, có cái dấu hiệu là có suy dinh dưỡng hay chậm phát triển thể chất không, các bạn bổ sung ha. Rồi bây giờ chỉ focus về cái tim thôi ha. Rồi thì bây giờ mình sẽ thử phân tích siêu âm tim của cái ca này xem sau khi chuẩn đoán xác định rồi, xin lỗi chuẩn đoán sơ bộ rồi thì siêu âm tim mình nó có ủng hộ cái chuẩn đoán của mình hay không ha. Chị sẽ tương tự, chị sẽ gửi cho cái siêu âm tim này, chị gửi qua mess cho mình ha, mình ha. Mình dạ vâng ạ. Cho các bạn dạ. Chị. Rồi. À, bạn nào đó xong rồi cái show cái siêu âm tim nên là mình thảo luận tiếp coi là cái nào phù hợp trên siêu âm so với những nãy giờ chuẩn đoán của mình và cái nào chưa phù hợp, thử giải thích trên cái siêu âm tim đó. À, cái chuẩn đoán của mình á, mình đừng có ghi là chưa thấy suy tim nha, cái này chỉ nói thôi. Còn nếu mình có suy tim thì mình ghi là biến chứng suy tim theo Ross, theo Niha độ mấy ha. Còn chưa có thì mình khỏi ghi ha các bạn. Rồi mình có thể là ghi là thông niên thất, biến chứng là cao phổi, cộng là có chậm phát triển hay là có suy dinh dưỡng hay không trên cái này ha. Cái này các bạn chỉnh tải cái hình về, sau đó các bạn chỉnh cho nó đứng lại rồi các bạn hãy show lên cho những bạn khác xem ha. Chị gửi hai màn hình lẫn ha, cái hình mặt trước và mặt sau của cái kết quả siêu âm tim. Cái này là cái mặt đang mô tả, còn cái mặt phía sau nữa là còn cái mặt kia nữa là mặt kết luận của cái siêu âm tim ha. Mình có hai cái hình siêu âm tim á.
Minh có nhận được hết hai hình của chị gửi không? Hình dưới đó này. Dạ có chị ơi. Ok ha mình ha. Rồi đúng rồi. Rồi ok. Rồi các bạn thử xem cho chị cái ý kiến với cái kết luận siêu âm trước khi mình phân tích ở phía trong. Thì bây giờ nó phù hợp hay không phù hợp với chuẩn đoán sơ bộ của mình và cuối cùng nó ra cái gì? Các bạn thử biện luận xem. Rồi có bạn nào biện luận không? Hay là chị sẽ kêu? Rồi. Thì chị thử mời một bạn xem nhé. Chị mời những bạn nãy giờ những bạn nào? Chị mời Huế. Huế cho chị xem. Chị ơi, dạ chị ơi, cái tài khoản đó là tài khoản em xem màn hình đó chị, chứ không phải là có bạn nào đang học đâu chị. Hay là sao? Chị cũng chưa. Dạ hiểu. ý là tại vì em xài hai tài khoản đó chị, một tài khoản để xem màn hình với một tài khoản tại vì lab em cũng mất đó, nên là cái tài khoản đó không phải tài khoản của bạn lớp mình đâu ạ. À, tôi bạn Huế là không có. Dạ, ở dạ, đúng, dạ đúng rồi ạ. Dạ. Ý là vậy phải không? Ok ok. Rồi. Thử xem Khải. Khải thử xem. Với cái siêu âm này. Dạ thưa chị là cái siêu âm này nó kết luận là VSD phần màng có giãn tim trái và có ca áp phổi thì như cái biện luận hồi nãy của mình thì mình đưa cái chẩn đoán đầu tiên là cái thông liên thất. Thì cái kết luận của siêu âm là có một cái phần thông liên thất ở phần màng. À, và khi nãy trên X-quang với lại là trên ECG thì mình cũng có một cái lớn thất trái, thì trên siêu âm này cũng xác nhận cho mình là có một cái giãn tim trái. Với lại là hồi nãy trên cái phần biện luận của mình cũng nói là có cái ca này là đang có một cái trường hợp tăng áp phổi, nhưng mà nó đang ở cái giai đoạn đầu thôi, nó chưa có làm chuyển sinh của giai đoạn sau, cho nên là ở siêu âm cũng có ghi nhận là ca áp phổi với lại là áp lực động mạch phổi là 50mm thủy ngân. Cho nên là em thấy là nó phù hợp với lại cái lâm sàng và lại cái biện luận của mình. À, rồi cảm ơn em. Theo em thì nó phù hợp với cái chuẩn đoán sơ bộ số 1 của mình đúng không? Cuối cùng nó ra một cái thông liên thất nha, và nó mô tả rõ vị trí của thông thất là phần màng, đường kính là 8mm ha. Rồi. À, thử em phân tích tiếp cho chị coi là cái xanh nè và cái GD của nó là gì, có biết không? Nó phù hợp chỗ nào và không phù hợp chỗ nào? Ngoài cái vụ giãn tim trái là rất tốt rồi, nó là ảnh hưởng tim trái trội ha. Tức là ca này vẫn có thể ảnh hưởng tim phải ấy. Nhưng mà rõ ràng tim trái rất là trội nên là người ta ghi nhận là có giãn tim trái trên siêu âm tim ha, và có cái cao phổi. Nhưng mà có thể nói thêm chút xíu về cái xanh và cái chân áp không? Cái ra răng là cái chân áp á. Là nó có phù hợp không? Dạ thưa chị là cái sinh trái phải thì nó phù hợp với lại cái lâm sàng của mình là cái lớn thất trái với lại là cái VSD này nó cũng phù hợp với sinh trái phải của mình luôn, nhưng mà em nghĩ là cái trên áp đó là nó do là nó đang trong cái giai đoạn là tăng cái áp phổi ở cái giai đoạn đầu, cho nên là cái sự trên áp nó không có lớn như là cái lúc đầu của nó mới bị, mà bây giờ nó đang dần dần giống như là chuyển cái xanh ra sang từ từ. À, nó gần như bằng không, cái áp lực hai bên gần như bằng nhau rồi đó, gần bằng nhau đó, hiểu không? Cái ý đó là em rất là tốt đó, ha. Rồi ghi nhận giùm chị ha. Rồi tuy nhiên chưa có kịp thêm một vài ý kiến của những bạn khác thử xem. Còn bạn nào phân tích tiếp giùm chị cái siêu âm lê tim này không? Chị mời Di Kha. Dạ thưa chị, thì cái xanh trái phải này nó thể hiện là trên lâm sàng là bệnh nhân chưa có tím, tuy nhiên cái gradient này chỉ có 20mm thủy ngân, thì khi mà bệnh nhân có gắng sức thì tăng áp lực phổi lên thì bệnh nhân sẽ có tím khi gắng sức. Rồi chính xác ha, Kha liên kết rất là tốt cái chuyện là rõ ràng xanh trái phải này trên siêu âm khẳng định lại luôn là cái gì, ca này nói là tim bẩm sinh không tím là chính xác trên lâm sàng, và rõ ràng bệnh nhân không hề bị tím. Nha, chỉ tím khi gắng sức là cái ra răng này nó trên giữa cái hai cái áp lực bên thất trái và thất trái nó không còn trên nhiều so với một cái thông liên thất hay là những cái mà gọi là cái áp lực giữa thất phải và thất trái bình thường của mình nữa. Nha.
là nó hoàn toàn phù hợp với cái ca này của mình, hay là có một cái ca VCD lỗ lớn có sinh trái phải, tuy nhiên là mình biết là cái chân áp nó nhiều mà dẫn đến cái cao phổi rồi đó ha, kháng lực nó từ từ tăng lên rồi đó, nhưng mà nó chưa có bằng cái kháng lực chủ thôi ha. Cảm ơn Kha ha, đó là ý kiến rất hay về cái chuyện là nhấn mạnh cái chuyện sinh trái phải là phù hợp với cái chuyện là trên âm sàng nó chưa có bị tím, tức là tim bẩm sinh không tím ha. Rồi rồi còn thêm cái gì để mình biện luận trên cái siêu âm tim này nữa không các bạn? À, bây giờ các bạn thử nói xem cái chuyện mà phần màng và cái đường kính của nó thì sao, theo các bạn phù hợp chỗ nào trên lâm sàng, nó có sự phù hợp logic gì không trên lâm sàng của mình nãy giờ với cái đường kính như vậy? À, chị mời thử một bạn nha. Chị mời Xuân Mai. Alo, Xuân Mai có ở đây không? Ủa, bạn Xuân Mai có phải là bạn trong lớp mình không các bạn? Dạ luôn, có em ạ. À, mời Xuân Mai. Em có thể đánh giá gì về cái chuyện mà VCD phần màng và đường kính của nó trên siêu âm so với lâm sàng? Dạ thưa chị, là em thấy cái VCD phần màng này thì cái đường kính của nó là đường kính này là nhỏ ạ. À, theo em là đường kính nhỏ. Thì em dựa vào đâu để biết là nó nhỏ? Dạ cái thứ nhất là cái VCD này nó ở phần màng và nó dưới 8 mm, là một cái vị trí thường gặp. Vị trí thường gặp dưới 8 là nhỏ. Rồi. Ông về ông kiếm giùm chị cái tài liệu tham khảo nào mà nói là dưới 8 là nhỏ giùm chị nha. Gửi gấp cho chị ha. Rồi. Dạ. Chị mời một bạn khác nha. Rồi, chị mời Nhã Khuyên. Dạ thưa chị, là em chưa biết cái giới hạn là kích thước cái lỗ thông bao nhiêu là nhỏ, nhưng mà ở đây thì em nghĩ vị trí phần màng với lại có thể là lỗ thông nó nhỏ, nên là khi mà cái áp lực bên thất trái mà đẩy máu qua bên thất phải thì mình nghe được cái trên lâm sàng là có âm thổi tâm thu ở cái vị trí là liên sườn 4. Rồi, để chị phản biện lại em nha. Thứ nhất là không biết nhỏ hay lớn, mà nó có ra dăng, tức là nó có chân áp thì sẽ nghe được âm thổi nha. Chứ chưa chắc là lớn là không nghe được âm thổi. Hiểu không? Cái âm thổi mình nghe được là bởi cái chân áp, tức là bởi cái áp lực chân lọt giữa hai bên có dòng xoáy tạo thành một cái áp lực chân lọt, nó tạo dòng xoáy thì mình nghe được cái âm thổi nha. Chứ không phải là có âm thổi thì là nó là nhỏ hay lớn gì hết. Hiểu ý chị không? Rồi. Yeah. Là rồi có ý kiến gì nói tiếp đi. À dạ không, em chỉ dạ có âm thổi, mà cái âm thổi nghe được là âm thổi 3/6, nên năm người em nghĩ là tiếng âm thổi này mình 3/6. Dạ. Nên là có thể là dạ là âm thổi lớn á chị. Nên... âm thổi 3/6 là lớn hả? Ông về coi lại cái tài giùm chị nha, xong rồi gửi liền cho chị cái chuyện mà âm thổi cỡ nào là lớn nha. Rồi chị mời bạn Việt Đức. Đức thử xem có ý kiến không chị. Dạ, thì em chào chị ạ. Dạ thưa chị, thì mình xác định cái lỗ thông liên thất này á, thì nó nhỏ hay lớn nó dựa vào đó là cái kích thước của nó so với lỗ van động mạch trụ lên đó chị, và cái áp lực tĩnh mạch phổi bình thường đó chị. Thì lỗ nhỏ khi mà kích thước nó dưới 1/3 lỗ van động mạch trụ lên, kèm với cái áp lực tĩnh mạch phổi bình thường, khi nó bình thường rồi. Từ 20 đến 25 mm thủy ngân đó chị. Rồi ok, vậy chị nói tiếp đi, em có thể nói tiếp tục được. Dạ, nếu trung bình nhá, thì nếu mà nó lớn hơn 1/2 lỗ van động mạch trụ lên, kèm với cái áp lực nó trên 20 mm thủy ngân, và nó lớn khi mà nó bằng van động mạch trụ luôn, kết hợp với có thể là có suy tim, hoặc là có một cái áp lực trên áp lực thì nó từ 70 đến 85
so phần trăm so với áp lực hệ thống với chị. Rồi, okay. Mà bây giờ trên ga này nè, mình có đo được đường kính áp, đo được đường kính động mạch chủ luôn. Nha, vậy thì em cái bảng thư ký show cho chị cái hình phía trước. Đường kính này là 8 đúng không? Cái mặt trước của mình nó sẽ cho cung cấp cho mình là cái đường kính của động mạch chủ luôn, thì em xác định cho chị ca này là thông minh thất lỗ gì luôn. Hiểu không? Đây đường kính động mạch chủ của mình đo được là bao nhiêu các bạn thấy chưa? Dạ là 13 đúng không chị? 13 mm. Đúng rồi, chính xác, 13 mm a à, đó. Rồi là 13, vậy thì ca này là thông minh thất nhỏ, trung bình hay lớn? Dạ em thấy là trung bình nha chị. Tuy nhiên thì mình phải kết hợp với lâm sàng xem có suy tim hay có những cái gì nữa hơn thì nó sẽ là... Đúng rồi, thì thế vậy thì bây giờ nè, nếu mà cho dựa vào cái đường kính động mạch chủ thì nó là khoảng là 1/3 cho đến 2/3 đúng không? Dạ. Thì nó nằm là trung bình. Trung bình, đúng không? Rồi, dạ. Vậy thì cái lỗ trung bình này nó phù hợp với cái diễn tiến ra này không? Dạ em thấy nó cũng còn phù hợp với chị, bởi vì mình còn nghe được âm thổi, tức là cái lỗ nó cũng không phải là nó quá lớn đó chị. Không quá lớn. Nó trung bình. Dạ. Rồi, cái thứ hai nữa là cái gì? Cái này nó phù hợp là thấy là cái lỗ mức độ trung, cái lỗ nó trung bình thôi, không có lớn, đúng không? Cũng không có nhỏ, là phù hợp. Phù hợp với lâm sàng của mình luôn đó. Tại sao? Rồi, cảm ơn Đức nha. Phải Đức không? Dạ, dạ. À, rồi Đức ghi ý kiến của mình nha. Rồi bạn nào có thể biện luận tiếp thêm cái phần này nữa không nè? Chị mời Nhật Minh. Dạ thưa chị là nãy thì mình có bàn kết luận là cái đường kính của cái lỗ thông này nó bằng từ khoảng từ 1/3 đến 2/3 thì nó là trung bình, cộng với thêm cái lâm sàng nữa mình thấy của nó là diễn tiến từ từ, bé thì hồng, da môi hồng, da niêm hồng, SPO2 96% và chỉ tím khi nào bé gắng sức thôi. Thì mình có thể đánh giá là cái lưu lượng của cái qua cái sân này nó cũng vừa phải chứ không phải nó lớn. Thì cộng với lại cái biến chứng cao áp phổi thì nó mới ở giai đoạn đầu thôi. Thì em đánh giá cái này là tổng quan đánh giá cái này là được mức độ trung bình. Lỗ thông này đường kính là khoảng trung bình. Phù hợp với lâm sàng luôn đúng không? Tức là cái siêu âm và lâm sàng mình nó liên logic với nhau. Tức là nó đúng với nhau. Nó phù hợp với nhau. À, cảm ơn em. Và rõ ràng mình thấy là nó chưa có dẫn đến suy tim hay là mệt khó thở gì hết của cái dấu hiệu suy tim. Ha. Rồi, nên là cái ca này của mình và nó không phải là nhỏ. Đúng không Minh? Tại vì nếu mà lỗ nhỏ, máu và ít thì mình có bị khè khó thở nhiều không? Dạ thưa chị là ra nẩm không? Dạ không, cái này là mình đánh giá nó là lỗ trung bình chị, bởi vì nó có cái triệu chứng của hô hấp, của khò khè tái đi tái lại. Chính xác. Rồi, đúng rồi. Tức là sẽ thấy là ca này nó cũng không quá nặng nề, kiểu mà nó quá lớn, cái lỗ quá lớn, máu qua quá nhiều thì nó sẽ dẫn đến nhanh đến cao phổi nặng, dẫn đến suy tim nặng đúng không? Tuy nhiên ca này nó không tới mức độ đó. Tuy nhiên nó cũng không phải là lỗ nhỏ, tại vì nếu mà lỗ nhỏ thì nó không phải ho khò khè, nó không bị khó thở do hay là tím do cao phổi, mà ca này nó có khò khè, có ho thường xuyên ha. Tuy nhiên là nó chỉ mới giai đoạn đầu thôi của cái cao phổi thôi, nên là ca này rõ ràng nó phù hợp về mặt lâm sàng giữa X-quang giữa lâm sàng và cái siêu âm tim luôn ha mình ha. Rồi đó là chỉ cần các bạn nói rõ cái vấn đề đó. Ok ha. Vậy thì cái chuẩn đoán cuối cùng của mình trên ca này, chuẩn đoán xác định của mình là gì vậy các bạn? Sau khi có siêu âm tim, một bạn nào có thể chuẩn đoán xác định trên ca này cho chị không? Ca này cái siêu âm nó rất là hay để mình giúp cho mình hiểu ra nhiều thứ các bạn ha. Là một cái VC phần màng. Phần màng là phần mà thường cái vị trí thường gặp nhất đó các bạn. Rồi, thứ hai là đường kính trung bình, D bằng 8 so với đường kính mà chủ là 13. Sân mình vẫn là sân trái phải, chứng minh được là ca này là chưa có đảo sân, chưa có biến có cao phổi nhưng mà chưa bị đảo sân. Và cái ra răng này là nó mình biết là cái kháng lực phổi nó đang tăng lên từ từ rồi ha. Và ảnh hưởng rõ ràng trên ca này đó là ảnh hưởng tim trái. Vẫn có khả năng là ảnh hưởng tim phải. À, trên ca này có một cái dấu hiệu là ảnh hưởng tim phải đó. Đố các bạn tìm được cái dấu hiệu trên siêu âm. Nó ủng hộ mình là ngoài cái tim trái ra, nó vẫn ảnh hưởng ở tim phải trên ca này. Một bạn nào đó có thể cho chị tìm biết được cái dấu hiệu đó nó nằm ở đâu trên cái siêu âm tim của mình không? Tức là tim trái là ca này là trội rồi. Mình không bàn nó là VCD rồi. Ảnh hưởng tim trái là giảm tim trái rất là rõ. Nhưng mà tim phải nó vẫn có dấu hiệu
gợi ý cho mình trên cái siêu âm nó có ảnh hưởng lên thanh tim phải luôn á, chứ không phải là không có. Chị mời Việt Đức. Dạ chị, em nghĩ là có một cái tốc độ qua qua vòng van động mạch phổi, chị em nhớ hình như là 1.5 mm/giây thì phải. Bạn nói cho chị cái hình bên kia đi, cái hình ở phía mặt bên kia của cái siêu âm. Rồi theo em là nó ảnh hưởng tim phải là cái chỗ mà vận tốc qua van động mạch phổi của mình là 1.5. Dạ. Đúng không đấy? Dạ. Tại sao cái vận tốc như vậy thì em nghĩ là ảnh hưởng tim phải. Dạ, em không biết em nhớ đúng hay không, nhưng mà như em nhớ là vận tốc bình thường của nó là loanh quanh 1 m/s thôi, nên là đúng rồi, em... 1 m/s. Dạ. Dạ thì chứng tỏ là có một cái sự tăng áp lực ở thất phải, tăng hoặc có thể là tăng cái áp lực lẫn thể tích dẫn đến cái việc là nó sẽ tăng cái công lên mà nó bóp mạnh hơn, dẫn đến là nó sẽ tăng vận tốc lên qua vòng van đó chị. Rồi, cảm ơn Đức một ý kiến. Chị thử xem một ý kiến bạn nào được. Bạn nào có ý kiến về cái chuyện này nữa không? Bây giờ thử giải thích xem, bây giờ cái chuyện mà nó có vận tốc qua van động phổi là 1.5 nè, và nó có hở van động mạch phổi nè. Tại sao nó có hai cái dấu hiệu đó? Chị mời Nhật Minh. Dạ thưa chị, là đầu tiên là cái vận tốc 1.5 nghĩa là nó vận tốc 1.5 cộng với cái hở van động mạch phổi, thì em nghĩ là bắt đầu có tình trạng là giãn cái thất phải nó ra, thì nó vừa làm tăng cái vận tốc, nó vừa làm hở cái vòng van do cái giãn thất phải đó chị. Rồi đúng một ý, đó là đã ảnh hưởng tim phải rồi, nó giãn cái tim phải nên là nó ảnh hưởng luôn cái hoạt động hở cái van động mạch phổi. Tuy nhiên cái ý mà vận tốc qua van nó chưa chính xác. Cái vận tốc có phải là do cái tim nó phải bóp nhanh hơn để nó bù cho cái tình trạng máu ra ngoài biên không được? Nói chung là tim nó bóp nhanh lên nhưng mà nó không có làm tăng cái vận tốc qua mình phổi đâu. Tại sao nó làm tăng vận tốc lên mình phổi? Rồi cảm ơn Minh nè, Minh ghi cái ý của mình vô ha. Chị mời Thái Bình thử xem. Dạ thưa chị, lại theo em nghĩ là tăng cái vận tốc là do mình cái thất phải là phải tăng gánh về mặt thể tích, thì dẫn đến việc là cái luồng máu nó chạy qua bên cái van nó sẽ gây hẹp, thì với một cái lượng máu lớn nó sẽ xoáy và cái động tác độ nó sẽ mạnh hơn, nên em nghĩ là lý do vậy. Rồi đúng rồi, cái ý này ở đây là gì? Bình thường cái vận tốc qua van động phổi mình trung bình là khoảng 1 m/s thôi. Cái này nó tăng vận tốc qua van động mạch phổi nhưng mà nó là hẹp tương đối của van động mạch phổi, tức là do cái lưu lượng máu qua van động mạch phổi nó nhiều hơn so với bình thường qua van động mạch phổi, nên nó vô tình nó gây làm hẹp tương đối động mạch phổi, nên nó gây là tạo ra cái tăng cái vận tốc bên phổi, là chứng minh là gì? Tăng lưu lượng phổi ở đây ha em gái ha. Rồi cảm ơn các bạn ha. Về cái ca này mình confirm lại chuẩn đoán xác định cuối cùng của mình là một cái ca VSD. Thử có một bạn nào đó chuẩn đoán xác định trên cái này cho chị xem trước khi chị kết luận cuối cùng. Chuẩn đoán xác định của mình là gì? Mình ghi cái chuẩn đoán xác định của mình như thế nào? Một bạn nào đó chuẩn đoán xác định cho chị xem thử xem. Chị mời Tuấn Kiệt. Dạ luôn chị ơi. Rồi chị nghe. Dạ em xin chẩn đoán. Dạ em xin chẩn đoán xác định là VSD phần màng mức độ trung bình, có biến chứng là cao áp phổi giai đoạn đầu, thêm cái ảnh hưởng về tim phải. Rồi cảm ơn chị nha, một ý kiến cũng là khá là gần chính xác. Chị thử xem một ý kiến khác thử xem. Chị mời Viết Mỹ. Dạ thưa chị, là em có bổ sung thêm là ngoài cái ảnh hưởng tim phải thì em có bổ sung thêm là bé có tình trạng suy dinh dưỡng nữa. Cộng với suy dinh dưỡng đúng không? Rồi dạ. Ok, cảm ơn Mỹ. Chị mời Kiệt thử xem chuẩn đoán xác định của mình là gì. Chị mời Công Minh.
Dạ thưa chị, trên ca này thì em sẽ chẩn đoán là viêm phổi trên VSD, biến chứng cao áp phổi chưa đảo xuân ạ. À, viêm phổi trên VSD, biến chứng cao phổi chưa đảo xanh. Dạ. Rồi, có suy dinh dưỡng không? Dạ có. À, vậy thì có cộng thì kèm theo một cái bệnh lý suy dinh dưỡng ha, chậm phát triển thể chất ha. Rồi, thử xem, chị mời Thanh Minh. Chị, cái này em chẩn đoán là VSD phần màng, xương trái thải, biến chứng viêm phổi, cao phổi và suy dinh dưỡng. Rồi, chậm chậm lại cho bạn thư ký mình ghi nè, coi chính xác nè. Dạ thưa chị là, nói lại chị. Nói lại cho thư ký ghi cả. Dạ, VSD phần màng, xương trái phải, biến chứng viêm phổi, cao áp phổi và suy dinh dưỡng. Rồi, ok, cảm ơn em. Rồi, bây giờ nhiều các bạn đã đưa ra những cái chuẩn đoán xác định của mình á, thì gần gần là chính xác hơn ha các bạn ha, chỉ cần chỉnh một chút xíu nữa thôi là các bạn đã chuẩn đoán chính xác ca này rồi ha. Thì ca này các bạn sẽ thấy là viêm phổi á, thì mình sẽ cân nhắc lại trên cái ca này ha. Mình cần thêm những cái cận lâm sàng khác để coi cái tình trạng cao phổi trên cái x-quang hồi nãy của mình thì chưa thấy cái thâm nhiễm phổi nhiều ha. Cái mạch phổi ra nẩm hai bên của ca này có thể là cái tăng lưu lượng máu lên phổi á ha, nên là viêm phổi là có thể có hay không, nhưng mà mình cân nhắc là khám kỹ trên lâm sàng và xem ca này có thở nhanh nữa ha, có thở co lõm ngực á, đôi khi là có viêm phổi trên cái nền tim bẩm sinh có tăng lưu lượng phổi nha các bạn ha, nên là viêm phổi mình phải cần thêm những cái cận lâm sàng khác. Rồi, nên là viêm phổi là cộng trừ để mình tìm hiểu thêm ha. Bây giờ chị sẽ xác định về tim nha. Chuẩn đoán về tim của mình thì các bạn đầu tiên các bạn phải ghi là VSD phần màng, phần gì phải rất là rõ ràng. Tại vì chuẩn đoán xác định của mình để cuối cùng các bạn làm gì? Để điều trị, đúng không? Thì cái phần điều trị của mình phải biết rõ nó là phần gì, tức là vị trí của nó là gì. Thứ hai là đường kính là phải ghi ra rõ luôn là đường kính nó là 9mm hay là 8mm, hồi nãy là 9mm đúng không? Tức là D bằng 8 hay 9mm đó. Các bạn phải ghi rõ cái D, tại sao mình phải ghi rõ cái D đố các bạn? Tại sao mình phải ghi rõ ràng như vậy? Chị mời Nhật Minh. Dạ thưa chị, là liên quan tới cái điều trị, lựa chọn điều trị sau này của mình là thông tim hay là phẫu thuật? À, thứ nhất đúng rồi. Thứ nhất là nó mình dựa vào cái đường kính đó để mình chọn cái thí dụng cụ để mình thông tim, hay là mình vá tim lại. Nên là chắc chắn cái đường kính đó mình bắt buộc phải đưa ra ha. Đường đó mình phải đưa ra cái gì đó. Rồi, cảm ơn Minh. Cái thứ hai nữa là mình phải ghi cái xanh vô luôn. Tại sao vậy? Tức là ca này là VC phần màng D bằng 8mm xanh trái phải, phải ghi rõ cái chuyện đó luôn. À, tại sao phải ghi dài dòng chi vậy? Chị mời Thái Bình. Dạ, dạ thưa chị, là khi mình ghi xanh trái phải là mình trong cái chống chỉ định của cái việc thông tim hay mổ tim đó, là nếu như mà xanh chuyển phải trái thì mình sẽ không có làm nữa. À, chính xác luôn, rất là ý kiến rất là đúng rồi đó. Mình phải ghi rõ ca này là xanh trái phải hay là xanh phải trái hay là xanh hai chiều, vì nó có liên quan với cái hướng điều trị của mình. À, xanh phải trái tức là đảo xanh SMR thì mình chỉ điều trị nội khoa thôi, đúng không? Còn nếu mà chỉ nó còn là xanh trái phải hoặc là xanh hai chiều thì khi đó mình phải đánh giá khác, mình điều trị nội khoa ổn thì mình đôi khi mình sẽ đánh giá, sau đó mình sẽ là thông tim hay mổ tim, tức là mình còn có thể can thiệp được. Nên là bắt buộc các bạn phải ghi rõ là xanh trái phải, xanh phải trái hay là xanh hai chiều trong cái phần chuẩn đoán xác định của mình luôn ha. Rồi, cảm ơn nha, em đi ý kiến của mình vô nha, rất là hay đó. Rồi, cái đó là về cái phần chuẩn đoán về cái tật tim, tức là VC phần màng, đường kính, xanh. Rồi, bây giờ biến chứng, cái này có biến chứng chưa các bạn? Đã có biến chứng rồi ha. Biến chứng có là gì? Cao phổi ha. Biến chứng cao phổi của mình, cao phổi mình không ghi rõ, mình không có nói là cái chuyện giai đoạn 1, giai đoạn 2, giai đoạn 3 gì hết. Cái đó là chị giải thích cho các bạn hiểu cái mức độ của cao phổi thôi. Nhưng mà mình chẩn đoán cao phổi mình sẽ dựa vào mức độ nhẹ, trung bình, nặng, dựa vào cái chỉ số BABS hoặc là BABM trên siêu âm tim hoặc là trên thông tim. Thì bây giờ mình trên đây mình có cái siêu âm tim đúng không? Cái mình có là cái chỉ số là BABM. BABM của mình là hồi nãy là khoảng tầm là 50 mm thủy ngân đúng không? Vậy thì cái mức độ của cao phổi mình là
biến chứng của mình là cao phổi mức độ trung bình ha. Rồi mình ghi rõ, mình không có ghi cái BABM bằng 50 mà mình chỉ ghi là biến chứng cao phổi mức độ trung bình ha các bạn ha, dựa vào cái thông số đó. Rồi ca này có suy dinh dưỡng kèm theo, vì vậy mình sẽ cộng với là cái bệnh lý kèm theo, đó là suy dinh dưỡng chậm phát triển thể chất, và chuẩn đoán xác định của mình cuối cùng là như vậy ha các bạn ha. Rồi ok chưa các bạn? Bình có thêm cái ý kiến gì nữa không Bình? Dạ chị ơi, cho em hỏi một câu luôn ạ. Cái cao áp phổi đó mình phân chia ra là mức độ nào, là mình dựa vào cái BABS hả chị? À cái này nó có nhiều cái guideline, các bạn có nhiều cái tác giả đó, tùy em dựa vào tác giả nào. Có nhiều tác giả dựa vào BABS, có nhiều tác giả dựa vào BABM để phân chia mức độ nhẹ trung bình, thì mình theo một cái một ông tác giả đó. Ca này của mình nó có BABM nha các bạn chứ không phải là BABS nha. Thì mình sẽ dựa vào BABM để mình phân độ mức độ theo một tác giả nào đó. Còn nếu mà ca mình có BABS thì mình sẽ dựa vào BABS để mình phân độ. Hiểu không? Ha. Ca này là mình là có hở van động phổi, vì vậy cái chỉ số mình đo được đó là BABM. Còn ca nào mà mình có hở ba lá thì mình mới đo được BABS. BABS tức là áp lực động mạch phổi thì tâm thu. Còn BABM là áp lực động mạch phổi trung bình, tức là min. Min chứ phải là min nha các bạn. Min là trung bình đó ha. Thường là mình sẽ có hai chỉ số này đo được trên siêu âm và thông tim. Mình đánh giá về áp lực động mạch phổi. Rồi. Dạ chị ơi. Ok hết các bạn ha. Cho em hỏi cái là cái giới hạn của BABM là bao nhiêu á chị? Bao nhiêu là trung bình, bao nhiêu là nặng á chị? Tại em thấy em tìm mạng thấy nó ghi 35 45 là trung bình. À tùy tác giả. Có tác giả chị tham khảo đó là trên 55 là mức độ nặng ha. Còn dạ. Em tham khảo một tác giả nó là mức độ trung bình hoặc nặng, thì tùy em dựa vào cái reference hoặc tác giả nào, không có quan trọng cái chuyện đó. Ok ha. Mà mình quan trọng là mình hiểu cáo phổi này nó giai đoạn nào để mình điều trị thôi. Còn cái phân độ, mức độ đó thì tùy vào cái reference hay là tác giả mình theo. Được chưa? Rồi, không có quan trọng mấy chuyện đó. Vậy khi nào mình nó tăng trên cái chỉ số bao nhiêu là nó bắt đầu mình nói nó tăng áp phổi, vậy là mức độ nhẹ á. Ý là... À, tính về mặt định nghĩa ha. Thì dạ. BABM lớn hơn bằng 25mm thủy ngân lúc nghỉ, và điều kiện của nó là thông tim phải. Đó là về mặt định nghĩa. Rồi, ok chưa? Dạ. Rồi, xong rồi ha các bạn ha. Về cái ca này của mình sẽ dừng lại cái phần chuẩn đoán ha. Qua Y6 mình sẽ học về điều trị của ca này ha. Thì ca này các bạn sẽ thấy là ca này là cái phần điều trị, cái hướng điều trị là có ghi trong phần siêu âm tim đó. Các bạn có để ý không? Bạn nào quan sát được cái chuyện đó? Cái hướng điều trị ca này là làm gì các bạn? Dạ, hội chẩn mổ tim ạ. À, rất là để có quan sát nhanh đó ha. Ca này là hội chẩn mổ tim ha. Tại sao ca này phải hội chẩn mổ tim mà không thông tim? Y6 mình sẽ tiếp tục nha. Rồi, hôm nay mình sẽ dừng lại ở đây hết các bạn ha. Rồi, lớp mình ok chưa? Dạ, tụi em hiểu rồi, bác hiểu bài rồi chị. À, có những câu hỏi gì thì tối nay mình sẽ thảo luận tiếp, nếu các bạn còn câu hỏi hoặc là gửi mail riêng cho chị ha. Rồi, vậy thì trưa nay mình tạm thời mình nghỉ ha. Tối nay mình... tối nay các bạn học được không? Dạ được chứ. À, lớp mình ok hết không? Tại vì các bạn cố gắng chút xíu, tại vì cái lịch của mình nó bị thay đổi và cái công việc của chị nó làm hỗ trợ bên cái công việc chích ngừa ha. Nên là chị bị miss qua tới buổi hôm nay. Vậy tối nay mình học được ha cả lớp ha. Dạ vâng ạ. Dạ, rồi, vậy chịu khó thêm một buổi nữa giùm chị nha. Rồi, vậy tối nay gặp các bạn ha. Khoảng tầm mấy giờ mình học được ha các bạn? Để tiện cho các bạn nè. Mấy giờ được hết chị ơi?